em ngồi bên này, chắc là bên này chị đưa chị lên live xong rồi em kẹp luôn là chị đưa qua đây cho. Chị nói xong rồi em ghi vừa rồi, chị xong rồi em phải chị dứt điểm, chị quảng cáo xong một con đầm em phải ghi xong rồi và em phải kẹp cho chị xong rồi và chị sẽ chép vào cho người ta. Không có cái gì bàn để em kê gì à? Có cái hộp để kê đấy. Bà làm việc đàng hoàng từ đấy con bà. Cái hộp đàng hoàng bà. Mọi khi chúng nó có cái hộp cũng vuông ấy, kê lên. Anh Sơn còn dư điện thoại gì? Ở đây em còn còn này. Cái hộp cũng vuông trong bay vậy. Mở ra cho em xem nhé. Ví dụ em xem like. Vậy coi còn cái điện thoại này mà hồi nó đi hết pin em có phải để nằm xuống. Cái hộp thử năng nhỉ? Hello. Ừ em, làm cái mặt bàn kê này. Đấy. Đấy, để ngay cho nó. Ừ. Để cái đồ dưới. Mặt ông Sơn nguyên vậy không? Đó, đi nhanh rồi. Chị đứng đây là chị đứng đẹp rồi. Làm gì đâu. Chào các chị. Chào các chị yêu mới vào nhá, các chị yêu ơi, trưa nay tụi em sẽ lên đầm Vinh Nhật nhá các chị nhá, đầm Vinh Nhật, đầm Vinh Nhật. Đấy cái này mặc thì không mặc cái trời. Mặc không mặc rồi nữa. Định đang cười đây. Anh định cười. Mặc cả 80 quần. Mặc 80 quần, như nó lộn cổ kiểu gì. Rồi chào các chị yêu mới vào nhá, trưa nay tụi em sẽ lên đầm Vinh Nhật. À, có công việc lên hơi trễ. Đang có công việc ở công trình cho nên về lên hơi trễ. Chào các chị yêu nhé. Chào các chị yêu nhé, chào chị Chi Võ này, chào chị Nguyễn Thị Nga, chào toàn thể các chị yêu mới vào nha. Trưa nay tụi em sẽ lên đầm Vinh Nhật nha các chị yêu nhé, đầm Vinh Nhật. Siêu phẩm ha. Em chào chị Cà Lao Vũ nha, chị Cà Lao Vũ hôm qua chưa chốt được con nào đây nha. Để em chia sẻ bài cái mình vào luôn ha các chị ạ. Các chị ơi giúp em lúc chia sẻ nhá. Chào chị đây. C Văn Phú, em chào chị nha, chị C Văn Phú. Em chào chị Hồng Thị Nguyễn nha. Em chào chị Trần Kim Vân. Em chào toàn thể các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Ủa Sơn Phú là thành phố hả? Dạ, em đó. Ừ, chứ tao chị chào chị như đúng rồi chứ. Em chào chị Trần Kim Vân. Chị Phú. Ngày tên hơi là... em chào chị Botoakira nha. Em chào chị Tuyết Minh Anh nha. Chào toàn thể các chị yêu nha. Hôm nay em sẽ lên dòng 250.000 đẹp nhất nách con bà Bách các chị nha. Và dòng 350.000 cũng đẹp nhất nách con bà Bách luôn nha. Chào chị Ngọc Trần, chào chị Nguyễn nha. Ôi chào chị Bích Liên Trần, chào toàn thể các chị yêu nha. Lại gặp lại các chị trong chương trình đầm Vinh Nhật siêu phẩm của nhà Trúc Phương Nguyễn nha. Trưa nay thì tụi em sẽ tranh thủ lên đầm Vinh Nhật siêu phẩm với cái giá bình dân. Giá bình dân là 250.000 và 350.000. Rất là mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các chị giúp em chia sẻ bài mạnh tay nha. Hôm nay Trúc Phương mặc trên người là một con đầm thung lạnh. Con này của em nha, không chốt nha. Không chốt con này của em nha. Con này em mặc cho nó mát. Thung lạnh, thung lạnh. Ô, không lên đi. Không quái lạ. Không hút lên được sao chia sẻ được. Rồi em chia sẻ bài một cái rồi mình vô luôn nha các chị nhé. Đầm 250.000 nó đẹp lắm. Ủa, mình nhớ mình để một cái cục ở đây mà thằng chó ra. Mày dám lấy cái cục của chị. Mày kệ mày, tao không biết đóng dấu tên ai mà tao để đây đã. Đọc bây giờ. Với nhà đầy cục á. Hồi đó chị mua nguyên thùng luôn mấy trăm cái mà nó na đâu có trơn mấy người. Chị mua mà cái để điện thoại này mấy trăm cái luôn. Chị mua đâu mua ít đâu, mua thùng luôn mấy trăm cái rồi. Đi xài để điện thoại sang đọc luôn. Không nốt luôn á. Chào toàn thể các chị yêu mới nào. Em chào chị khách sạn 89 nha. Em chào chị toàn thể các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Em chào toàn thể các chị yêu nhá. Em chào chị Nguyễn Thảo Nguyễn nhá. Đầm em mặc đẹp quá hả? Chị ơi cái này đầm thung lạnh cái gì? Đầm thung lạnh của Nhật đấy.
nó xinh lắm ấy. Ở trong cái dòng 250 nó có đấy. Ở trong dòng 250, 350 có đấy các chị, đẹp lắm. Cái này là em mặc ở nhà, em cắt cái tay đi đấy, em vừa cắt xong ấy. Em khoét cái cổ cho rộng ra một tí và em cắt bớt tay đi đấy. Chứ ở trong 250 có đấy chị. Có đấy, đẹp lắm, có mấy cái thôi. 100 kiện hàng được mấy cái thôi. Tí nữa em like tới thì chị nào may mắn thì sẽ chốt được cái con đẹp hơn như vậy. Đẹp hơn như em mặc, nó là trung lạnh. Nó là dòng trung lạnh luôn, nó đẹp lắm. Nhưng mà không biết là nằm ở chỗ nào thôi. Không biết nằm ở cái chỗ nào cũng đẹp lắm. Rồi em chia sẻ bài xong rồi nha các chị ơi. Giúp em chia sẻ bài với nhá, để cho mọi người và ủng hộ em đông đông tí các chị nhá. Rồi em chào chị Linh Vy nhá. Chào toàn thể các chị yêu nhá. Chào chị Song Anh Nguyễn. Chào toàn chị muốn chốt là chị Nguyễn Thảo, em muốn chốt à. Còn em nhớ là lúc em lúc mà em kiểm tra. Ôi mẹ ơi, con này đẹp quá. Con này lần đẹp quá. Chất nai lần, ghi nai lần vô đây. Mẹ kìa. Đếp rồi kìa. Con này chất nai lần cho em. Đó. Cái con này eo của nó từ 65 cho đến 75. Eo từ 65 đến 75. Kẹp nhanh vô mày đợi nữa. Con này em bán giá là 250.000. Con này 350 nha các chị, nhưng mà em bán tặng các chị với giá có 250.000 thôi để mở hàng đầu lai. Chị nào nhanh tay lẹ sân thì chốt được con này với giá có 250 và được miễn ship. Đây là một con chất nylon vít. Các chị nhìn này, chất nylon nó đẹp như vậy này nhá. Chun eo nó đẹp như vậy ha, form nó đẹp như vậy. Mê lắm các chị ơi. Đấy, 250.000 lên cho em mã 1. Mã số 1 nha. Mã số 1 250. Em nói hàng 250 đẹp đỉnh của đỉnh nha các chị. Mã số 1 cho chị Hà Nguyễn. Cái số mặt thiếu nó. Nhưng mà cái đó nó có chất này là khi nào cho trùng, nó trùng thì mới lấy. Tiếp tục một con nai đần vít giá 350, nhưng em bán tặng 250.000 chất nai đần nha. Con này eo của nó từ 65 cho đến 75. Dạ chào chị Siêu Dòng Xanh à. Chị nào eo từ 65 cho đến 75, các chị nhìn con nai đần này. Nó là dòng nai đần 350 một con nha các chị. Chú Phương bán tặng đầu lai 250.000. Thề luôn, nó xinh nó chị ơi. Chết luôn nó trời. Mã số 2 cho em 250. Chào em Sương Đồng Xanh nhá. Chào toàn thể các chị yêu mới vào nhá. Con này đẹp quá đi ạ. Sao mà cưng thế này nhỉ. Phong Âu đẹp thế này, nó có sợi dây cột đai nhá. Có sợi dây đấy. Đấy. Con này mã số 2 cho em nhá. 250.000 và được miễn ship luôn nha các chị. Ôi trời ơi. Các chị ơi, con này này, nó mối dã man. Ôi con này mối dã man nhá các chị, nhìn này. Họa tiết đã chưa. Chất von rất là mềm rũ. Chất von mềm rũ rượi cho em nhé các chị. Form Âu nhé. Đẹp như vậy nha. Gạch ngang Âu, von Âu. Tức là người ta biết là chất von và form Âu rất nhiều. Rồi con này form Âu đẹp như vậy nha. Ôi nó đẹp lắm các chị ơi. Con này eo của nó là eo chết đấy. Eo của nó là từ eo 70 mà tới eo 76 ấy, là các chị mặc đẹp. Chị đeo eo 70-76. Ôi đẹp. 250.000 một con. Cái này lên cho em mã số 3 nhé. Mã số 3 cho em. Rồi. Nó cứng quá. Moi ra được. Ôi con này đẹp quá. Con này mới 100% các chị nhá. Ui mẹ ơi, con này chúc mừng chị nào mà chốt được con này này. Nhìn này. Ôi dồi ôi. Mã cốt mã vạch. Con này hàng chuẩn hiệu nha các chị nha. Hàng chuẩn hiệu nha. Con này hàng chuẩn hiệu đấy. Ôi con này form Âu đẹp quá. Form Âu nha. Con này chất xịn sò nha các chị nha. Cái này chất gấm xịn sò nha. Thuộc về dạng gấm lụa ấy. Đi gấm lụa không? Gấm lụa xịn sò nha các chị. Form Âu gấm lụa xịn sò. Con này eo từ 65 cho tới 76. Eo từ 65 đến 76 nha em. Trời ơi, nó không phê là không lấy tiền con này nha. Con này tới 350.000 một con mà Trúc Phương bán đầu lai 250.000. Các chị nhìn này. 250.000 lên cho em mã số 4. Mã số 4 nhé các chị nhé. Đẹp quá. Gấm lụa. Âu luôn đây. Ngừng gặp đi nữa. Phong Âu đây, Âu gấm lụa đây. Kéo số 576 đây. Mã số 4 đó chị Yến Đặng. Mã số 3 là chị khách sạn Hồng Hưng. Chị khách sạn Hồng Hưng ơi, số 3 là em có 76 chị khách sạn Hồng Hưng nhá. Cái này là eo tới 76 nhá. Eo tới 76 đấy. Eo tới 76 số 3 đấy. Còn cái con số 2 này cũng tới eo 76 này. Chất nai lần này, đẹp dã man.
Em thích cái tay lắm. Trời ơi, chị nào eo 65-76 đâu. Chị nào eo 65-76 đâu, cái con nai lần đẹp quá. Chất nai lần phong Âu này. Ôi mẹ ơi nó xinh. Đấy, tay nó cưng mà nó mát. Đấy, chị nào eo từ 65-76 đấy, là con này là con số 2 đấy. Chị nào lấy con này lấy số 2 nhé, 250.000 một cái. Úi dồi ôi, đây là một con tuyệt phẩm, 350.000 một con, nhưng mà Trúc Phương bán tặng đầu like 250. Chị nào mà chốt được con này nha, em nói là em chúc mừng luôn, vì con này người ta bán 500-700.000 một con ha. Các chị nhìn này, nó đẹp như vậy này. Ủa đẹp lắm. Ủa mê chưa. Con này là gấm nổi, chất gấm nổi. Chị nào mà eo từ 65 cho đến 78, chị nào mà eo từ 65 đến 78, ôi giời, bên nó phê. Phê chưa? Phong Âu đấy nha, Âu gấm nổi nè. Con này 250.000, lên em mã số 5. Thôi nó đẹp. Đẹp mỹ mãn. 250.000 lên em mã số 5 nhá. Số 5. Một con tiệc VIP. Trời ơi, hôm nay em lên toàn hàng VIP mà rẻ quá trời rẻ này. Một con đi tiệc VIP cho em. Dạ, chào chị Diệp Tuyết ạ. Ôi, con này chuẩn như xịt sò luôn trời. Con năm đẹp lắm các chị. Con năm đấy là người ta bán 500-700 đấy. Đây là một con đi tiệc VIP nha các chị. Nhìn này. Các chị nhìn con này này. Nhìn cái con đi tiệc này này. Thần Linh ơi, nó mới nha. Cái này của Nhật nha các chị. Em khui trong kiện đầm Nhật ra nhá. Cái con này con đi tiệc thiết kế nha. Đấy, nó đẹp như vậy này. Mã số 5 chị Thuận Lê. Các chị nhìn này. Nó đẹp như vậy đó. Chị Thuận Lê cho em xin số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Messenger nha chị ơi. Không một tỷ vết nha. Không một tỷ vết. Con này dành cho các chị này. Eo từ 65 đến 72. Chị nào eo từ 65 đến 72. 250.000 lên cho em mã số 6. Mã số 6. Ủa đây đẹp thế nhỉ. Một con Âu đỏ. Một con Âu màu đỏ cho em. Mê quá, con này mê quá. Các chị ơi, mặc con này lên ấy, xong rồi cái này này. Các chị làm ấy lên trên cổ quá. Trời ơi, nó xinh lắm các chị ơi. Như vậy này các chị. Trời ơi. Một con Âu màu đỏ cho em. Nó đẹp như vậy đó. Mê chưa. Mới tinh à. Con này dành cho các chị eo bao nhiêu. Chị nào mà eo 74 cho đến 78 nhá. Chị nào eo từ 74 cho đến 78 cho em. Đấy, cái màu đỏ nó yêu chưa. Đấy. Phê như vậy này. 250.000 lên em mã số 7. Mã số 7, 250. Ôi dồi ôi. Con này VIP của VIP các chị ơi. Con này đẹp lắm. Nhìn này, phong Âu này. Nhìn cái chất nó đẹp này chưa này. Cái chất này lần VIP này. Nó xịn, ôi là xịn này. Trời ơi, các chị nhìn này. Cưng không? Thấy con này dành cho các chị eo từ 70 cho đến 80. 82. Eo từ 70 đến 82. Trời ơi, các chị ơi. Chị nào eo từ 70 đến 82. 250.000 lên cho em mã số 8. Mã số 8 cho em nhé. Mã số 8. Không đẹp là không lấy tiền ha. Không đẹp là không lấy tiền. Anh chặt có thông nhoi được. Mã số 8 là chị Linh Vy. Trời ơi, đây là một con Âu. Các chị nhìn con Âu này đi. Má ơi, nó điệu. Nó điệu thôi rồi ha các chị này. Cái dòng Âu này điệu lắm, nhìn này. Trời ơi, tôi chết mất rồi. Nó điệu lắm. Con này dành cho các chị này. Chị nào eo 70 cho đến 78. Chị nào eo 70, 78. Ôi, con này. Em nói con Âu này mê. Nó mê dã man luôn các chị ơi. Nhìn này. 250.000, xinh không? Con này mã số 9 nha. Eo 70, 78. 250.000 lên cho em mã số 9. Cái này cái nào em tháo, cái nào mà em tháo để gọn. Mỗi một cái một cái kẹp mình được kẹp chung vào nó. Tự nhiên mày kẹp một đùi luôn em. Một cái để riêng nó cái kẹp. Ừ, để một cái để riêng cái kẹp nó. Mã số 9 cho chị Nguyễn Thị Bích. Đây là con gấm xịn này. Gấm xịn, con này 350 một con giá rẻ đấy các chị nhá. Trúc Phương bán tặng 250 các chị nhìn này. Đây con này nó có cái dây này.
khi mà tụi em khui ra nó chỉ có sợi dây như vậy, nó không có đầu nhá. Các chị về tự bỏ đầu của mình vào ha, cái đầu đai của mình ấy. Còn nếu không có thì các chị không cần đai thì các chị bỏ đi nhá. Tại vì em khui ra nó chỉ có như vậy thôi nhá. Đấy, mà cái dây này nó không ảnh hưởng tới giá tiền em bán cho các chị. Vì cái con đầm này tới 350 lận mà em bán tặng có 250 thôi đấy. Đấy, đầu lai nhá. Con này đẹp dã man, form Âu, cánh rơi mà tiểu thư nhá. Nhìn này. Nhìn này. Các chị nhìn nó tiểu thư lắm, nhìn cái cánh rơi này. Nhìn là thế chưa? Nó tiểu thư lắm. Cái con này dành cho chị nào? Ủa, em chú má sao em này thoải mái chưa, sao em eo 80-90, eo 80-90 nhá, âu gấm đó các chị, âu gấm. Chị nào mà eo 80-90 con này vừa y em luôn á. Chị Kim, chị Nguyễn. Chị Nguyễn à? Chị Chính Nguyễn ơi, con này eo 90 này chị, eo 80-90 này chị, con này size của em đấy, form Âu này đấy. Em bán tặng 250, chị có chốt con này không? Thổ đẹp quá, sang nhỉ. Pin Nhật nó vậy gì, nhìn nó nhu nhu mà sang lắm, mặc lên cứ thấy mê hoài. Bảo sao các chị cứ mê hoài là vậy. Em còn vậy nữa mà. Đấy, chị Trinh Nguyễn có lấy con này không? Lấy thì em để xong nhé, còn không thì em sẽ lên mã nhé. Rồi tiếp tục cho em cái dòng 250, em nói nó ối rồi lắm, nó đẹp lắm. Đây là cây sào 350 đấy, em bán tặng đầu lai cho các chị 20 rồi đấy. Con này cho em một con form Âu tiếp tục. Eo con này eo từ 65, em căng cái chun nó ra được đến eo 78 nha các chị. Nhìn này, nhìn này các chị nhìn nhá, nó dập ly nhá, con này dập ly nhá, không có đùa được con này nha. Chị Nguyễn ok. Chị ok đây, 250, con này không đùa được, nó đẹp lắm, nó dập ly nha các chị. Nhìn này đó, đẹp chưa, eo từ 65 mà cho tới 78 luôn nha các chị. 250.000 lên em mã số 10, mã số 10 em tranh thủ nha, tranh thủ hết cỡ nha. Một con form Âu tiểu thư, các chị nhìn này, Âu tiểu thư mà nó đẹp như vậy này. Trời ơi, các chị nhìn cái form con này đi. Trời ơi, cái form của nó đi. Mê chưa? Chất mê lắm. Một con Âu xịn sò, eo từ 65 cho đến 76 tiếp tục. Chị nào eo từ 65 cho đến 76 cho em. Nó mê quá các chị ơi, mê từng centimet. Eo từ 65 đến 76, con kia chưa kẹp à? Mày phải nhảy sổ lên, mày kẹp nhanh nhanh lên chứ mày đợi gì nữa. Tao không nhắc thì chừng nào mày kẹp. Mày chỉ có trong khoảng từ phạm vi thời gian tao thả tay xuống tao nghỉ thôi á. Mà tao nhấc lên rồi là mày hết thời gian đó. Rồi con này lên mã 11 cho em nhé. Mã 11 250.000. Ui ôi, chị ơi, các chị ơi, con này các chị ơi. Không sao chị, khách sạn Hồng Hưng ơi. Không có sao, trời ơi. Khổ, chốt thoải mái đi. Chị cái gì đâu mà phải vài cái nữa. Chị cứ chốt luôn cho em vài like nữa đi. Rồi chuyển khoản sau. Ôi giời ơi. Ê, tụi em còn dự định đi du lịch ra khách sạn nhà chị ăn ở ké đi. Chứ phải sợ ấy. Đùa chứ khách sạn nhà chị đẹp thật. Thề bà đăng lên mà em nói nghiền quá. Chỉ muốn đi ra đấy ở thôi đó. Giống như kiểu mình bôn ba công việc riết đó các chị. Không có cái thời gian mà trầm lặng lại á, không có thời gian mà mình được nghỉ ngơi á. Mà nhìn thấy khách sạn chị chụp hình lên, em thật chỉ muốn đi nghỉ dưỡng một vài ngày, nghỉ hơn một vài tuần quá. Ủa sao nó kêu ọt ọt được ta, đứa nào uống chị sao còn có tí xíu nước vậy? Ôi chắc chị uống rạn thôi, ngồi trên đấy này em chạp phát mắt quên. Ngồi trên đó uống cái này uống đâu. Các chị nhìn con này là phê không, chất von phê luôn nha các chị. Nó phê lắm ý, nhìn cái họa tiết hoàng gia của nó đi. Xong rồi form Âu của nó này, form Âu của nó đẹp như vậy này. Mẹ ơi con này em lôi nó bán 250, các chị thấy không? Eo con này eo từ 65 cho đến... Ôi con này tới eo 80 á. Con này tới eo 80 luôn nhá. Chị nào eo từ 65 căng chun ra được đến 80 luôn. Vì tại làm sao vậy? Tại vì ở đây nó gom vô rất là nhiều. Khi mà chun nó căng ra thì được rất là nhiều. Cho nên các chị từ eo 65 đến 80 mặc được hết nhá. Đấy. Còn nếu các chị mà không phải là size to thì nó cứ nằm trong phạm vi này. Còn là size to là eo 70-80 á thì bắt đầu nó căng chun ra vừa size của mình luôn nhá. Tối đa là eo 80 quay về. 250.000 lên em mã 12. Mã số 12. Ôi con này đẹp quá. Tiếp tục cho em con này trồm vai. Con này chất von mềm đũ đượi như vậy. Em thích cái con trồm vai này lắm các chị.
mặt người nó trẻ trung mà nó dễ thương lắm luôn á. Nhìn này, vai nó trồm trồm này, chất của nó mềm như vậy này. Đấy, con này có xếp ly nhuyễn hết các chị này. Đấy, form Âu nha, có xếp ly hết như vậy nha, đẹp chưa. Con này dành cho các chị eo từ 65 cho đến 75. Chị nào mà eo từ 65 đến 75 mê chưa, 250.000. Đấy, 250.000 lên cho em mã số 13 nhé. Mã số 13, 250.000. Mã số 12 đây chị Đồng Hoa. Thằng Linh ơi, con này đẹp quá. Cái con này eo chết đẹp quá. Các chị ơi, con này đẹp quá. Nhìn này, eo chết mặc lên nó vậy này các chị. Mặc lên nó vừa form nó vậy này. Trời ơi, sao nó đẹp thế này. Cái con này dành cho các chị eo 75 cho đến 78 nha các chị. Trời ơi, nó đẹp, em nó không tỉ vết luôn đó các chị. Không một tỉ vết nha các chị. Chị nào eo 75, 78 này, ôi mẹ ơi, sao mà em đẹp thế này. 250.000 lên em mã số 14 này. Mã số 14. Mã 13 là chị khách sạn 89. Một... chị khách sạn 89 cho em xin địa chỉ với lại số điện thoại và tin nhắn Messenger nữa chị. Tiếp tục một con nai nằm VIP này. Các chị này, con này form Âu nha. Con này là con form Âu. Cái con này nó có sợi dây ở đây nha các chị. Mã 14 là chị khách sạn Hồng Hưng. Cái dây này á, nó không có đầu nha các chị. Nó còn mới nguyên như vậy này. Về các chị, nếu mà có cái đầu đai của các chị bỏ vào nhá. Chứ cái này nó chỉ có vậy thôi. Nó là da thật ở trong đây này. Da xịn á, mà cái mặt này mặt vải của nó. Cho nên em thấy nó có sam để vậy nha. Con này VIP lắm ấy, 300 mấy một con đấy các chị ơi, em bán tặng 2,5 đây. Con này dành cho các chị. Ôi trời ơi. Eo từ 70 cho đến 84. Con này đẹp lắm. Nhìn này, form Âu này. Chị nào eo từ, để tay này má ơi. Chị nào eo từ 70 cho đến 84. 250.000 lên cho em mã số 15 đẹp quá. Một con vàng. Ui, các chị nhìn cái chất của nó đi. Nhìn đi ha, là hiểu rồi. Khỏi hỏi chú Phương cái chất gì nha. Nhìn cái chất nó đã như vậy, khỏi hỏi rồi ha. Thuốc tổ nó đẹp. Chị nào mà eo từ 70 cho đến 80. Mã 15 đó chị Hồng Thị Nguyễn. Nhìn nè các chị, cái màu mà nó yêu thế này đi. Các chị nhìn nó nó đẹp không? Nó nhúng vào để đẹp không? Cái này nó gọi là xếp ly chứ không dập ly nhá. Xếp khác, dập khác. Xếp là đây, là nó xếp nhiều vào đây. Còn dập là dập chết luôn nha các chị. Cái này nó xếp ly cực đẹp nha. Đó. Eo từ 70 đến 80 lên cho em mã số 16. 250.000 mét xích. Dập ly. Đây là tiểu thư cho em, một con tay bồng tiểu thư như vậy nha. Chất con này chất von mềm rũ rượi. Các chị nhìn ly này. Cái ly nó dập này. Nó đẹp như vậy ha. Trời ơi, mê chưa? Đấy, mê như vậy này. Con này dành cho các chị eo bao nhiêu? Eo từ 65 đến 76 nhé. 16 đó chị Văn Thành. Chị nào eo từ 65 đến 76? Ôi dồi ôi, đẹp quá. Eo từ 65 cho đến 76 cho em. Lên cho em mã số 17. 250.000 miễn xích luôn. Tiểu thư. Đấy, trời ơi con này. Các chị thấy cái dáng con đầm không? Em cầm cái dáng con đầm lên là các chị muốn mê chưa? Các chị thấy mê không? Mà có 250 miễn xích, giặt ủi sạch sẽ thơm tho chưa? Thần Linh ơi, con này đẹp quá. Đây là một con tiểu thư form Âu. Hoa nhí nha các chị. Màu như thế này nha các chị. Ở ngoài nó xanh xanh đẹp lắm. Ở trên line nó không thấy màu xanh nha các chị. Đây này, nó như vậy này. Nó nhu lắm. Con này dành cho các chị eo từ 65 cho đến 75. Chị nào mà eo từ 65 cho đến 75 cho em. 250.000 lên cho em mã số 18. Mã số 18 nha. Tiếp tục cho em con này. Eo của con này. Con này chất von mềm rũ rượi cho em. Con này xếp ly đẹp nha các chị nha. Các chị nhìn con này xếp ly bao đẹp. Đây, con này nó dập ly chứ quên. Nó dập ly bao đẹp nha. Cái này không có xếp mà dập ly luôn ạ. Nó dập ly nha. Chị nào mà eo từ 65 đến 80. Hiện tại bây giờ eo 65-70. Chun sẽ chạy ra tối đa là 80. Ui, nó đẹp. Nhìn này các chị. 250.000 lên em mã 1. Mã số 1 nha. Mã số 1, 250.000.
một con màu buồn. Các chị thấy cái màu nó nhu nhu buồn buồn không? Dán bét lung, dán bét lung cho em. Con này dành cho các chị, chị nào eo từ 65 đến 74, chị nào eo từ 65 đến 74 nhá. Chị nào mà eo từ 65 đến 74 thì mặc đẹp cho em con này, dán bét lung nha các chị. Bét lung 250.000, eo từ 65 đến 74 nhá. Lên cho em mã số 2, mã số 2. Tiểu thư màu trắng. Form Âu như vậy á. Chị ghi tiểu thư, em ghi tiểu thư vậy. Tiểu thư Âu đây. Tiểu thư Âu cho em. Con này eo của nó từ 70 cho đến 80. Chị nào eo từ 70 đến 80, 250.000. Lên cho em mã số 3. Mã số 3 nha các chị nha, mã số 3 cho em. Đẹp nhỉ? Các chị nhìn cái chất này. Em nói rồi. Các chị nhìn đến đâu các chị nhìn đến đấy luôn nha các chị. Nó mới tinh à. Nhìn đến đâu mê đến đấy nha các chị. Rất là mê vì nó quá mới quá đẹp à. Rồi số 3 cho em nhé. Mã số 3. Một con mã số 3 đó chị Oan Hoàng. Con này là một con form Âu VIP của VIP nha các chị. Cái này 350.000 một con đó các chị ơi. Em bán tặng các chị có 250 đây này. Các chị thấy Âu tiểu thư không? Để lên người em chưa mặc vô đâu nhá. Em chưa có mặc vô đâu ấy. Là các chị thấy nó là đẹp như vậy rồi đấy. Đấy. Anh Sơn nhìn cái chân em đứng mà nó mốt đứng như vậy. Thấy không? Cái chân mình đỡ cái đầm lên. Chứ bây giờ đứng này sẽ sao cái gì đâu. Rồi. Eo của con này eo từ 70 cho đến 78. Chị nào eo 70, 78 cho em nhé. Anh chặn cái người kia kìa. Để nãy giờ nó xả tin rác quá hoài ấy. Cái người gì đó nha, Sorino gì đó. Chị nào eo 70-78 cho em form Âu tiểu thư nhá. Con này lên em mã số 4 nhá, 250 miễn ship. Mã số 4. Trời ơi trời, con này chúc mừng chị nào chốt được con này. Đây là một con Âu VIP. Mã số 4 là chị Linh Vy. Em chúc mừng chị nào chốt được con này luôn á trời. Con này đắt tiền á, 350 đó các chị, em bán qua 200 rồi. Con này dành cho các chị eo bao nhiêu? Chị nào eo 75 cho đến 78 á. Chị nào mà eo 75, 78 cho em nhé. Cái này cánh rơi nhá. Cánh rơi form xịn nữa các chị. Form Âu cánh rơi nó xịn lắm nha các chị. Chị nào eo 75, 78 nhìn cái tùng dưới này. Nó đẹp như vậy. Mê luôn đó trời. 250.000 lên em mã số 5. Mã số 5 nhá. Mã số 5 là chị Hà Nguyễn. Con ôi mẹ ơi. Các chị nhìn con này kìa. Nó gấm xịn như vậy này các chị. Mày nghe tao đọc gấm mày nghe lẹ lẹ đấy. Nó gấm xịn như vậy này. Nó còn nguyên đai nhá các chị nha. Con này nó còn nguyên đai nha. Cái màu nó đây nha. Cái màu chuẩn của nó đẹp lắm nha các chị. Đây này. Cái màu gọi là cái màu vàng đồng của các chị. Ui dồi ôi nó đã. Chị nào eo 65-74. Chị nào mà eo 65-74 á. Nhìn con Âu này đi. Nhức nách con cào cào luôn. Đẹp lộng lẫy như cái bẫy luôn. Ha, mày từ từ mà tao quay sang đây mình. Đây này nó bên này. Mày có thời gian mà tao còn phải dừng lại cho mày một nhịp mà. Mày cứ nhoi như con giỏi ấy. Tao nói tới đâu rồi? Ừ. Eo từ 65 đến 74, chất gấm xịn sò màu vàng đồng. Form Âu xịn nha các chị. Đấy, còn nguyên đai 250.000, bên em mã số 6. Mã số 6. Ôi dồi ôi, con tiểu thư này rồi. Các chị nhìn cái hiệu này. Cái hiệu New York này, cái con này. Các chị nhìn này. Các chị nhìn cái tem hiệu này. Là các chị biết là cái con đầm này nó rất đắt tiền này. Cái hiệu này đắt tiền lắm nha các chị. Nó là Âu tiểu thư nha các chị. Trời ôi trời. Nó phê. Con này chất von tơ nha. Von tơ. Von tơ. Âu tiểu thư von tơ đấy. Chị nào eo từ 65 đến 72 á. Chị nào eo từ 65 đến 72, 250.000 lên em mã số 7 nhé. Mã số 6 đó chị Bùi Hải Yến. Úi dồi ôi con này đẹp. Em nhức nách con này rồi. Em nhức nách con này rồi. Thần linh ơi con nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm. Nó đẹp chết chết luôn đấy.
con này dành cho các chị eo từ 65 cho đến 78, thuộc về size 7, 9, 11 lớn ấy. Eo từ 65 đến 78 ấy các chị. Âu đẹp như vậy này. Trời đất ơi, nó dã man con ngan. Cạn lời ha các chị ha. Cái này 350 một con đó các chị. Chú Phương bán tặng có 250 một con đây này. Đấy, chia sẻ bài giúp em cho em mừng nha các chị. Cái này lên cho em mã số 8 nhé. Ok. Chị đất nó ghi nhiều quá, nó ghi không ra đó. Có hút mày cho chị vô thùng rác không chị không? Nó có cái chai khác à? Nó sợ chảy nước đó nha. Mã số 8 ấy chị Nguyễn Thị Hòa. Cho chị cái ống hút trắng. Tiếp tục cho em một con nai nần. Các chị nhìn này. Ui mẹ ơi, có mấy con nai nần nó mê. Form Âu nha các chị nha. Ở ngoài nó màu vàng như vậy này. Màu vàng mà nó có sọc xéo như vậy này. Đẹp lắm. Ở trong lai không thấy màu vàng mấy. Ở ngoài đẹp lắm. Con này cũng từ eo 65 đến eo 78 bằng cái size con hồi nãy. Tức là size 7, 9, 11, 11B. Tức là 11 lớn ấy. Eo từ 65 đến 78 là size 7, 9, 11 đều mặc được các chị nhé. Đấy, nó mới lắm. Nó mới. Đùa chứ không có thời gian em bơi. Em bơi cho các chị xem cho nó phê chứ còn nó mới lắm. Mua hàng thì em đừng có lo nha. Mua hàng thì em đừng có lo cái gì hết trơn. Nó mới lắm, các chị phải bơi thoải mái đi. Đấy, nếu mà cảm thấy lỗi thì em đổi cho các chị không vấn đề gì đâu nhá. Đấy, con này lên cho em mã số 9. Có nhiều lúc tao không tin luôn á. Rồi, tiếp tục con này cho em. Ôi dồi ôi, nhìn cái chất con này đi nhá. Chất của con này là chất siêu lụa các chị. Chất siêu lụa, ghi giòn ghẹp. Chất siêu lụa nha, form Âu. Đó, gặp ngang Âu gái. Con này dành cho các chị eo từ 65 đến 74, 75. Eo từ 65 đến 75. Đẹp chưa? Đấy, mê không? Con này có đẹp lắm luôn á. 250.000. Lên cho em mã số 10. Mã số 10 cho em nhé. Mã số 10. Tiếp tục cho em con này. Các chị nhìn cái chất con này đi. Em nói nó bao sướng với một con Nhật như vậy ha. Con này cũng là chất siêu lụa nha các chị nhé. Siêu lụa là sao? Là các chị nhắm mắt vào, các chị vuốt một phát không có cảm giác gì trơn đó. Giống kiểu như mình không có rờ cái gì vậy đó. Giống như kiểu như rờ lên mặt này. Chứ, nhiều khi rờ lên mặt còn thấy nhát nhát, còn thấy nó dính dính thôi, đúng không? À, thấy này kia không? Rờ lên vuốt cái có cái gì trơn đó. Không thấy biết là cảm giác gì luôn. Nó gọi là cái chất siêu lụa đó các chị. Đẹp nha. Rồi, con này dành cho các chị eo từ 65 cho đến 76 nha các chị. Eo từ 65 đến 76 cho em, 78 luôn cho em nhé. 76, 78 đều được nha các chị. Đẹp quá. 250.000 lên cho em mã số 11 nhé. Mã số 11. Một con Âu đẹp nhức nát. Một con form Âu. Chất gấm nha các chị nha. Gấm form Âu. Trời ơi con này đẹp lắm. Chị nào? Dạ em chào chị Kim Hồn ạ. Chị nào mà eo từ 74 11 cho chị Ngọc Anh Lê. Chị nào eo 74 đến 80. Chị nào eo 74 cho đến 80. 250.000 lên cho em mã số 12. Mã số 12 cho em. Tiếp tục cho em một con xịn sò đây Âu. Một con Âu có túi đây nha. Nhìn này, trời ơi. Con này đẹp quá. Tiếp tục một con Âu. Eo con này eo từ 75 đến 80. Chị nào eo từ 75 đến 80. Con này đẹp quá các chị ơi. Cái hoa nhí nó đẹp quá. Hoa nhí của nó siêu đẹp luôn nhá. Đấy. Một con Âu xịn sò như vậy cho em nhá. Eo từ 75 đến 80. 250.000 lên em mã số 13. Đây đây đây. Chị nào kêu chị muốn chốt giống em đâu. Con này đẹp hơn em, con em đang mặc nhá, đẹp hơn. Con này là 350 một con đấy, nhưng mà em bán tặng 250 thôi. Hồi nãy chị nào kêu muốn chốt con này giống em thì Thảo Nguyễn. Đúng không? Con này các chị eo cứ từ 90 quay về thì ai cũng chẳng mặc được hết. 13 đó chị Trần Thị Thương Trần. Chị Trần Thị Thương Trần cho em xin số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Messenger luôn nha chị ơi. Nói chung con này là cứ eo 70, 80, 90 mặc được hết.
con này là con tung lại nha, giống như em mặc cái này. Cái con em mặc nó cũng có kho tay, nhưng mà em cắt đi đấy, em vừa cắt đi xong á. Em vừa cắt tay đi đấy. Em vừa cắt tay đi đấy, nhân viên nó cắt tay cho em, em gái em nó cắt tay em đi em ấy. Cho nên tại vì em mặc ở nhà, còn các chị mặc có thể đi tiệc đi này kia thì các chị để tay nhá. Đấy. Rồi chị chốt ok. Chị chốt. Chị chốt rồi khỏi ghi vô. 250 đi cho cái giá 250 vô. Rồi tiếp tục con này tiểu thư cho em. Con này form Âu nhập ly nhá. Ê ơi con này đẹp mỹ mãn các chị ơi. Con này đẹp mỹ mãn nha các chị. Các chị nhìn này. Nó đẹp lắm nha các chị. Nó nhập ly hết trơn như vậy nha. Nhìn là cái form Âu này. Đã màn chưa? Mày bật bật cho quay đi đã. Ngay cái lúc tao gơ cái đầm này nó cứ bay cái đầm đi chỗ khác không à. Nó không có theo ý muốn của mình được. Mình gơ cái đầm này cho khách coi mà cái bay cái đầm nó cứ bay đi ra đường không à. Đó, nó đẹp như vậy này. Cái con này là con VIP 300 mấy đó. Em bán tặng các chị có 250 đấy. Chị nào mà eo từ 70 đến 80 á. Chị nào eo 70 đến 80 á thì lên cho em mã số 14. Mã số 14 nha. Đẹp quá. Tiếp tục cho em một bé Âu nữa này. Ui dồi ôi nó đẹp. Đẹp kinh khủng nha các chị nha. Trời ơi con này đẹp lắm ý. Chị nào mà eo từ 70 đến 80. Chị nào eo 70-80 nha. Chị nào eo từ 70 đến 80 cho em 250 ngàn. Lên cho em mã số 15. Ôi dồi ôi. Con này ôi dồi ôi luôn. Con này chắc em chốt quá, nó đẹp quá. 14 là chị Hiền Vũ. Cái con này dành cho các chị eo từ 80-90. Chị nào eo 80-90 á. Trời ơi, nó sướng. Một cái con phong Âu mà nó sướng. Chị nào eo 80-90 250 ngàn lên em mã số 16 nha. Mã số 16 cho em. Mã số 16 nha. Dạ biết lưng em có mà lên từ từ nha mấy chị. Ôi con tiểu thư này cưng dã man. Các chị nhìn cái con này coi. Ừ dễ thương. Cái con này á, nó nhập ly này, các chị nhìn này nó nhập ly cưng không. Con này nó là dạng Âu dễ thương đấy. 16 đó chị Linh Vy. Cái con này em 1m55 là các chị nhìn thấy em mặc nó là như vậy nha các chị nhá. Chứ không phải là cái dạng mà dài tới đất đâu nhá. Cái con này là không có dài tới đất đâu. Cái con này em 1m55 là nó cách mất, nó trên mất cá một chút xíu này. Đó, cái dạng tiểu thư là như vậy nha. Ủa đẹp quá à. Con nó đẹp hết nhờ. Con này dành cho các chị eo từ 70 cho đến 74-75 á. Chị nào eo 70-74-75 cho em nhá. Hàng chuẩn hiệu các chị nhá. Hàng chuẩn hiệu xịn sò nhá. Nó tay bồng cưng không? Tay bồng cưng không? 250 ngàn lên cho em mã 1 nhá. Mã số 1. Thế mấy rồi? Bây giờ 17 hả? 17 hay 1 cũng được nhá. Trong hai số cái chị nào lên trước thì được hết nhá. 17 đây chị Phương Kim. Chị Phương Kim vừa không? Chị Phương Kim lên trước đúng không? Vừa, chị vừa không chị? Chị Phương Kim vừa không đấy? Không vừa rồi. Không có vừa đâu. Cái con này chị không vừa. Chị các chị đừng có lên trước như vậy là mất thời gian của tụi em. Mình biết chắc vừa mới chốt. Chứ các chị cứ chốt vậy, em cứ chốt cho các chị, em không hỏi lại rồi sao? Rồi các chị không vừa rồi em giao đến nhà các chị rồi sao? Mất tiền ship của em à? Rồi các chị lại bảo là không vừa, các chị trả về mất thời gian của tụi em à? Đúng không? Cho nên cảm thấy vừa mới chốt nha các chị, đừng có chốt trước nha. Chốt trước là em không chốt cho các chị nữa đâu. Đấy con này mã 1 cho em nha. Một con nai lần vít cho em. Một con nai lần vít này. Một con nai lần. Chất phê luôn. Nó là form Âu nha các chị. Nó là form Âu nha các chị. Nó xếp ly như vậy đó. Chị nào eo từ 70 đến 80 nha. Chị nào mà eo từ 70 đến 80 cho em. Nó là form Âu đỉnh của chốt nha. Đẹp quá. Mê không? 250 ngàn, em từ 70 đến 80 cho em. Ừ. Lên cho em mã số 2 nhé. Mã số 2. Một con màu vàng, chất nai lần. Tiếp tục form Âu. Con này còn nguyên đai nha các chị. Đai này đai xịn nha. Đai này nó còn là đai da thật đấy. Chưa, phải nói là nó còn mềm như vậy nè các chị. Cái tem đai của nó đây này. Nó mềm như vậy. Mã số 2 là chị Nghĩa Bùi. Nó còn mềm lắm luôn á. Ồ chị Nghĩa Bùi chốt âm nhật đi. Nhà khui đầm nhật quá trời chốt âm nhật đi. À chị. Nhà khui đầm nhật quá trời chốt âm nhật làm gì. Con này eo các chị là eo từ 70 cho đến 90. Chị nào eo 70-90 đâu. Chị nào eo 70-90 nhá.
250.000 một cái, giặt ủ sạch sẽ thơm tho rồi nha. Nó đẹp như vậy á. Cái này là 350.000 một cái các chị nhá, nhưng mà em bán tặng có 250 thôi đó. Để các chị chia sẻ bài cho em đó, chứ cái này đắt tiền nha, mắc tiền. 250.000. Lên em mã số 3 nhá. Ủng hộ em cho vui. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Mấy cái hàng nhập đến nay khui chua lắm chị ơi. Khui ra nó không ra vin chị ơi, nó ra cái quần què gì toàn là đầm ngắn với lại đầm dây với lại thì mà với lại đó. Số 3 là chị Hiền Ngô Thị. Hồi nãy thấy chốt số 3 ai mà? Số 2. À, em khui nó toàn ra đầm ngắn với đầm có vẩn thôi, lỗ chết luôn á. Nhưng mà nhà mình thì khui nó thường xuyên rồi cho nên đành phải chịu thôi. Chị Trần Thị Thương Trần, chị cho em ngay số điện thoại địa chỉ để em mới chốt luôn kế tiếp được cho chị nhé. Chị nhìn này, nó đẹp như vậy này. Con tiểu thư này đẹp dã man. Các chị nhìn nó dập ly này. Nó dập ly này. Nó đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn á, phong màu đó. Chị nào mà eo từ bao nhiêu? Eo từ 65 đến 74 á. Chị nào eo 65 74 á. Chị nào eo 65 74 nhá. 250.000. Lên em mã số 4 này. Mã số 4. Dụ gì? Dụ gì bên kia dụ gì? Rồi tiếp tục cho em. Ôi đầy con đẹp. Phải nói là hôm nay em mới lên bữa đầu mà các chị. Toàn hàng đẹp thôi. Chị Nghĩa Bùi kêu cho chị hoa đen trắng phía sau. À, mấy con đằng sau đấy là chị hả? Mấy con đằng sau nó mắc tiền hả chị? Ừ, con này nó tới 2 triệu rưỡi lận đấy. Con này 2 triệu rưỡi này, con này 3 triệu này. Con này còn mới nguyên tem luôn chị ạ. Con này còn mới nguyên tem luôn. Còn nguyên đai luôn. Con này nó mắc tiền, nó còn tới 3 triệu lận. Còn con này thì nó 2 triệu rưỡi lận. Con này thì nó đẹp quá mà nó 2 triệu rưỡi lận. Mấy cái dòng này thì nó mắc tiền. Cái dòng này mắc tiền lắm mà cái hàng của em là hàng chỉnh chu không ạ? Nó chuẩn chỉnh chu không phải hàng bình thường á. Hàng này em tuyển rất là nó rất đẹp luôn á, nó không một tì vết luôn á. Không một lỗi nhỏ luôn á. Riêng những cái dòng mắc tiền này thì em tuyển là không một, phải nói là mình phải cẩn thận chỉnh chu không một tí tì vết luôn á. Đẹp lắm. Cái con này thì 2 triệu rưỡi và cái con này tới 3 triệu lận. Đẹp lắm. Chị tưởng đầm Hàn. Dạ không, đầm Nhật mà. Em đang like đầm Nhật mà. Đầm Nhật mà. Đầm Nhật chứ đầm Hàn nhiều. Nhìn đầm Nhật nó khác, đầm Nhật nhìn nó cuốn nút à. Đầm Hàn đâu được như vậy đâu. Đầm Hàn nhìn cũng biết kìa. Rồi con này cho em nhá, màu nhu. Chị nào mà eo từ 65 đến 76 này. Dạ bên em khi nào lên đầm phi sai thì em báo nha mấy chị. Con này eo từ 65 đến 76 nhá. Con này, này nó là cái màu nó yêu lắm. Mặc lên trắng da kinh luôn á, nhìn này các chị. Trời ơi, mặc lên tiểu thư kinh luôn á, nhìn này. Các chị nhìn thấy em không? Xinh ối là xinh luôn á. 250.000. Lên cho em mã số 5 nhé. Mã số 5. Tiếp tục cho em một con Âu này. Các chị nhìn này. Các chị nhìn em cầm con đầm muốn xỉu, mà có 250 không? Cầm con đầm muốn xỉu luôn á. Phong Âu có túi nha các chị. Nhìn mã số 5 là chị Phương Kim. Em cầm con đầm muốn xỉu luôn á. Ủa chị Phương Kim có vừa nãy không? Con này tới 76, em 76 đó chị vừa không đấy. Em không hỏi như đâu đây, các chị nghe không đúng mà chị chốt là đến lúc các chị kêu không vừa em không có cho đổi nữa đâu nhá. Tại vì em báo số eo cẩn thận rồi mà các chị chốt là không vừa không cho đổi đâu ấy. Tại vì các chị không nghe rõ số eo là nếu nó sót sai sót là không vừa đâu. Ôi con này đẹp. Con này eo 75 78. Ở sau nó có dây cột eo nha. Em mua về ngắm rồi này. Nói. Em trả lời vậy đó. Mua về ngắm đấy. Giống em á, mua về ngắm đây. Em 90 mà em cắt những con eo 70 á. Em ngắm được không? Bây giờ em mua em về ngắm luôn á. Con này cho em nha, con này con số 7 đây. Số 7 nha. Số 7 đây chị Nghĩa Bùi. Cái con này nó là 350 đấy các chị, con Âu này. Em bán 250. Chốt rồi. Ở đây chị Bùi ạ. Chị Bùi thì em để riêng một góc này. Em để riêng một góc này sao? Tức là treo riêng một góc. Ôi dồi ôi, em chúc mừng chị nào chốt được con này nha. Con này mắc tiền lắm nha. Em bán tặng 250 thôi. Các chị biết đó, những con này á, tụi em khui trong kiện viên Nhật ra á, để được một con như vậy á, mừng rớt nước mắt. Hạn kiện viết mới có nha các chị, kiện vớ vẩn không có đâu. Kiện vớ vẩn không có đâu. Số 8 chị Nghĩa Bùi. Kiện viết mới có nha các chị. Chứ kiện bình thường không có đâu. Mà tụi em án có 250 mà còn giặt ủi rồi á. Giặt ủi rồi á, miệng xít luôn á. Các chị nhìn con này nó nhu màu không? Này, các chị nhìn này, rất là nhu màu như vậy nha.
đấy, đầm Nhật nó anh nhu màu như vậy đấy, mặc lên nó sang, nhìn này, mặc lên người nó sang đấy, nó trắng mà nó lại dễ thương như vậy này. Số 9 chị nghe Bùi. Đây số 9 này. Số 9 này, số 9 này. Cái con này là con anh đần nhá. Cô mẹ ơi, nhìn này. Con anh đần này các chị, được những con này á, nó hiếm. Những con anh đần này nó toàn là chồng 300 mấy một con chứ đâu có rẻ đâu. Mà tụi em bán thì bán giá 2,5, bán lấy lộc thôi. Đấy, con này con số 10 nhá. Số 10 này chị Bùi này này ha, đẹp quá. 10. Số 10 thì chị nghe Bùi. Số 10 này. Một con tiểu thư đây. Con tiểu thư này eo từ 65 đến 75. Trời ơi, form Âu này dã man không. Âu tiểu thư mà các chị nhìn này. Nó phè hết cái sân khấu như vậy này. Đầm Nhật mà nó phê như vậy này các chị. Em cho các chị xem này. Nó mới ở từ trong ra ngoài như vậy này. Nó không một cái tỉ vết nào luôn các chị ơi. Không có cái tỉ vết nào hết nha các chị. Đấy, dã man không. Con này mã 11 nhá. Mã 11, eo của nó từ 65 cho đến 75 các chị nhá. Eo từ 65 đến 75, Âu tiểu thư nhá. 250, mã 11 nhá. Mã 11. Cái con thấm kia nó đòi ghi lên con này đi. Nó ghi cái tay rồi đó. Tiếp tục con này cho em nhá. Cái này dập ly. Cái này dập ly hoàn hảo nha các chị. Nhìn này. Nó dập ly hoàn hảo nha. Cái tay nó rất là yêu. Cái con này dành cho các chị eo từ 65 đến 80 luôn á. Nhìn này, mát rượi ạ. Này nhìn các chị nhìn này. Cái chun em nó đẹp không? Chị nào eo từ 65 cho đến 80 á, 250 ngàn nhá, lên em mã 12. Dạ em cảm ơn chị Hoàng My nhá, cảm ơn chị yêu nhá, cảm ơn chị nhiều nhá. Rồi tiếp tục con này cho em chất này lần. Con Âu này lần. Một con Âu này lần, các chị nhìn con này này. Cái họa tiết của nó đẹp lắm nha các chị, nhìn này. Nó sang á, nhìn này các chị, nhìn nó sang này. Trời ơi nó sang lắm, con này size to. Con này eo bao nhiêu? 80-90 nha. Chị nào eo 80-90 thì chốt nha. Phê lòi ra. Đấy các chị nhìn này. Nó chun eo đẹp như vậy đó. Chị nào eo 80-90 thì lên cho em mã số 13 nhá. Những cái size to như vậy hiếm ha. Eo 90 quay về nó hơi hiếm. Cho nên chị nào mà vừa size thì chốt nha. Rồi 13. Ôi con này đẹp quá à. Em mình cột cái dây vào con này. Nó lủng lẳng rất cái dây nhờ. Nhìn này các chị, con Âu này đẹp chưa này. Con này nó phê luôn đó trời. Con này dành cho các chị eo từ 70 cho đến 78 nhá. Chị nào eo 70-78 cho em. Trời ơi nó có nó... Mã 13 đây chị Tường Vi. Con này lên em mã 14 nhá. Mã số 14, eo từ 70 đến 78. Cái màu đẹp quá. Lên cho em mã số 14 nhá. 250 ngàn miễn ship luôn. Chúc mừng chị nào chốt được con đỏ này. Cái con đỏ này dập ly nhúng ở đây các chị nhá. Nó nhúng hết ở cái phần này. Nhìn này. Nhìn bao nhiêu là vải nó dập vào đây nha. Đấy, nó nhúng nha. Cái con này mê quá nhỉ. Hàng hiệu mà. Chị nào mà eo từ 70 cho đến eo 80 nha các chị. Chị nào eo 70-80 nhá. Ôi đẹp quá à. Thề con này rồi. Đẹp vãi luôn đó trời. Chị nào eo 70-80 lên em mã số 15 nhá. Mã số 15 cho em. Mã số 15, 250 ngàn tiền tiếp. Ôi dồi ôi. Các chị nhìn cái vai này đi. Nó đua ra đây này. Cưng không? Nhìn mặt nó sang không? Những cái con này mặt nó sang lắm. Nhìn này. Nhìn mặt nó sang lắm. Con này dành cho các chị eo từ 70. Mã 14 đó chị Hiền Hùng Phạm. Eo 70-76 nhá. Chị nào eo 70-76 á. Mã 15 đó chị Phương Kim. Chị nào eo 70-76 lên cho em mã số 16. Mã số 16 nhá. Nhớ lấy cái đấy nha. Mỗi một cái kẹp ấy em bỏ riêng cho nó. Đây tôi nghe cái gì nó đứt bật cái lầu là sao cái mấy đứa. Nó đứt một cái bật này. Hay dây lên dây không đứt. Đây là một con tiểu thư nhá. Các chị nhìn này, nó dập ly nhá. Các chị thấy nó dập ly không? Một con Âu tiểu thư nghe cho em nhá. Ôi mẹ ơi con này đẹp lắm luôn đó trời. Chị nào mà eo 16 đây chị Nguyễn Ngân. Chị nào eo từ 65 đến 75, 76. Eo từ 65 đến 76 cho em. Con này đẹp mỹ mãn. Với cái giá 250 thì nó quá rẻ ha. Đẹp như vậy ha. Lên cho em. Đùa chứ bây giờ cứ phải bơi ra cho nó đỡ nghiền. Nó đẹp quá nghiền. Không bơi nó bị nghiền hiểu không chị? Dạ thấy nha chị Ngân xong mà chị sau chị Nguyễn Ngân ạ. Nó đẹp như vậy em hỏi các chị nó mới như vậy làm sao? Thì hỏi có mê không?
đùa chứ mua nhà hàng nhà em là các chị bơi thoải mái lót cho em như vậy nhá. Nhân viên nhà em nó cực lắm, cả một đội ngũ nhân viên mấy chục người ngồi bơi cho từ trong cái lót, từ trong cái háng này ra này các chị nhỉ. 17 đó chị Ngân Sâm. Vậy vậy nhá, con này 17 đúng không em? 17 đó. 17 à, nay 17 đấy. Tiếp tục cho em này, con này chưa qua sử dụng nha các chị, con này chưa qua sử dụng nha, con này nó được ghi là nó sale 50% rồi này, là còn 16.800 yên đấy, nó là hàng chưa qua sử dụng ấy, còn mới nguyên tem ấy. Ôi con này phê là em thích cái tay này, em thích cái tay lắm, cái tay này em tao thích luôn á, mặc lên nó trẻ trung mà nó yêu lắm. Em má 17 em chốt cho chị rồi, chị Ngân xong rồi. Con này eo từ 70 cho đến eo 78 ấy, chị nào eo 70-78 nhá. Chó nó không bật cái loài này tao. Chó nặng á. Mày không bật cái loài tao á. Dạ nữa. Làm nãy giờ tao nói chồng biết tao nói mệt nữa. Nãy ủa gì ra. Con này cho em eo từ 70 đến 78 nhá các chị nhá. Còn nguyên tem. Con này lên cho em mã số 18 à. Mã 18 nhá. Ôi con này nữa. Con này dập ly đẹp luôn. Các chị nhìn con này đi. Nó dập ly đẹp không? Mà con này các chị nhìn cái tay này. Trời ơi nhìn cái tay bả này. Bả sang cái rồi hết trời. Mã 18 đấy chị Vân Thành. Nhìn cái tay này. Thề luôn đó chị, mấy tầm nhật thì nó mê. Đó. Thì con này cho em nhá. Eo của con này là eo từ 70 cho đến 82, 84 luôn á. Chị nào eo 70 đến 84 nó thuộc về size 9, 11, 13. Chuẩn 13 luôn á. Size 9, 11, 13 luôn, mặc đẹp nhá. Con này lên em mã số 19. Mã số 19 là 250 ngàn. Phê chưa? Phê chưa? Phê chưa? Nhìn con này phê chưa? Số con này phê. Con này em bán xỉ 350 đấy. Mà hôm nay em bán có 250 đấy, kệ đấy, bán tặng các chị 250. Còn các chị đi mua ở ngoài á, con này cứ 600-700 á. Không rẻ đâu nhá. Đấy, đầm nhật không rẻ đâu. Rồi con này mã 19 cho em nhá. 19 luôn. 19. Bây giờ em qua mã 1 nha. Ui, lại phê. Tôi chết rồi, các chị ơi, lại phê với em rồi. Lại phê. lại phê. Một con tiểu thư nai nần. Một con chất nai nần, tiểu thư nha. Nhìn này, yêu không? 19 đấy, chị Anh Đức. Cái con này dành cho các chị eo từ 65 cho đến 78. Chị nào eo từ 65, 78. Eo từ 65 đến 78 cho em nhé. Các chị nhìn con này, mê chưa? Đấy, 250 ngàn. Lên em mã 1 đi nhá, mã 1. Mã 1. Ôi dồi ôi, lại phê. Trời ơi. Thấy chờ. Ai mà nghiện đồng viên Nhật là chết rồi. Con này đẹp quá à. Con này đẹp lắm. Mã số 1 đó chị Mai Phương. Con này dành cho các chị eo từ 70, eo từ 65 cho đến 76. Eo từ 65, 76 nha. Các chị nhìn con này này, cái tay này. Chất nai nần. Chất nai nần tiểu thư đấy các chị, đẹp vậy đó. Eo từ 65 đến 76 nhá. 250 ngàn. Lên em mã số 2. Mã số 2. Ôi. Ôi. Các chị ơi. Biết con này là con gì không? Nhìn cái tay bả nè. Nhìn cái tay bả đi. Chất con này phê lòi phòi phòi nha. Chết phê nó. Phê lòi ra. Phong màu cánh dươi đấy. Phong màu cánh dươi. Con này ước gì em vừa nhỉ. Ôi, con này em mà vừa thích lắm. Nhìn này, nếu mà vừa nó tây lắm. Không vừa, em vừa. Con này các chị eo 78-80 nhá. Trời ơi tiếc nhờ. Con ông này cũng tiếc quá. Chị nào mà eo 78-80 nhá. Một cái con mà tay cánh rơi đẹp như vậy này. Mà cái chất nó quá xịn như vậy này. Nó quá xịn như vậy này các chị. 250 ngàn. Eo từ 78-80 lên em mã số 3. 250 ngàn nhá. Ôi con này. Ôi đẹp quá các chị. Con này đẹp quá. Nhìn đi các chị. Như vậy mà bán 250. Mã số 3 là chị Nguyễn Thị Nga. Đùa chứ các chị không chốt nhanh, chốt luôn còn kịp đúng không chị? Nó quá đẹp như vậy rồi á. Còn giới thiệu nhiều luôn á. Con này eo từ 70 đến 84. Chị nào eo 70 đến 84 nhá các chị nha. Con này có dập ly nhá các chị. Con này chất đẹp như vậy này. Đẹp như vậy này. Mà dập ly đó. Mà con này mới lắm. Mới nhất. Các chị nhìn này. Dường như chưa có ai đụng vào nó hay sao các chị ạ. Mắt của nó đẹp từ trong ra ngoài nha các chị. Đẹp lắm nha.
con này lên cho em mã số 4 nhá, 250. Ôi trời ơi, tiếp tục một con nai lần, một con nai lần nữa nha các chị. Nhìn này, cái vai của nó đua đua đẹp quá kỳ nha. Số 4 là chị thua rồi em. Nhìn này, phê chưa. Con này dành cho các chị eo từ 70 đến 80 nhá. Chị nào eo 70-80 cho em chất nai lần xịn nha. Chị nào eo 70-80 về không? Chị nào eo 70-80 lên em mã số 5, dù gì? Không cho địa chỉ gửi địa chỉ. Khi là chắc thì nhắn thì người lạ. Anh lấy điện thoại ra. Cái nào vậy? Không cho địa chỉ mà chốt cho tao 3 cái. 3 người luôn bằng với 3 người á? Sao 3 người lại kỳ vậy? Không gửi được. Vậy từ nãy giờ có người khách mới nào gửi được không? Thì có 3 người đó thì có 3 người. 3 vậy người. Là anh phải coi lại anh á. Không, anh gửi ba, tất cả 3 cái, lấy cái ngoài đây từ cũng được luôn. Gì mà từ nãy giờ có 3 người khách mới mà đều gửi điện thoại không, đều gửi tin nhắn không được là sao? Nhưng mà mấy người khách cũ thì gửi ra, mấy người khách cũ rồi mấy khách người. Cũ thì nói làm gì? Không, mấy người kia cũng gửi được nữa. Nhưng mà có 3 người này. Anh xem đi bộ không được. Dạ. Anh xem đi bộ không được. Không. Chị ở đây có 3 chị khách mới thôi. Mà không biết hãm thế nào mà không gửi tin nhắn được cho các chị này. Chị Thuận Lê này. Chị Khách Sạn 89 này. Chị Trần Thị Thương Trần. 3 chị còn ở đây không? Nếu như trong trường hợp em không thể nào nhắn tin cho các chị được thì buộc em phải xả hàng ra luôn. Tại vì không có nhắn tin các chị được thì nhà em không làm việc với các chị được, với nhân viên nhà em ấy. Trời ơi, mấy con này toàn một con VIP thôi các chị ơi. Toàn mấy con VIP các chị chốt không? Nếu như không gửi tin nhắn trong tin nhắn các chị được thì nhân viên nhà em khi mà chốt đơn gửi biên lai cho các chị không được. Nó không gửi biên lai được thì không làm ăn được. Không, em nghĩ là bị lỗi gì rồi. Chứ không thể nào mà có 3 người khách mới được vì như vậy. Ví dụ như nãy giờ có khách mới gửi được thì không sao. Bây giờ có 3 người khách mới từ đầu, từ 3 người khách mới thôi mà không gửi được cả 3 thì sao? Chị Thuận Lê, em gửi tin nhắn rồi mà, đưa điện thoại em coi. Hay là gửi bên nào? Là như cái này đa số như người lạ không gửi được, khách mới không gửi được hay nó sao vậy? Mình làm việc thường xuyên mà sao người lạ không gửi được vậy? Thì làm ăn kiểu gì? Đấy, thường sao tự nhiên không vô được? Anh đang ở đâu đây? Chị Thuận Lê gửi tin nhắn cho em ở đâu? Ở bên Trúc Phương Nguyễn này là ở đâu? Chị Thuận Lê kêu Trần Thị Thương Trần có rồi. Có chưa? Có rồi, nhưng mà bà những cái kiểu bà chặn tin nhắn mình không để vô được nha. Được rồi, bà gửi cho mình thì được. Chị Thuận Lê, Trần Thị Thương Trần. Anh bị làm sao vậy, gửi được rồi ấy? Thế là nó máy gửi có được. Rồi, chị Thuận Lê em gửi được rồi này. Thế nhưng là chị Thuận là chị Trần Thị Thương à? Trần Thị Thương Trần. Chị Trần Thị Thương Trần chắc là chị chặn tin nhắn từ người lạ này. Bây giờ chị gửi cho em thì em mới gửi cho chị được rồi đây, ok. Trần Thị Thương Trần đây, ok, duyệt này. Một tí xíu đẹp xả cái đơn người ta ra toàn những con đầm đẹp đấy chứ trời. Đây chị Trần Thị Thương Trần con này đây. Má ơi nó đẹp. Rồi còn chị nào nữa? Còn chị nào nữa? Chị Thuận Lê thì em chưa nhận được ra. Chị Thuận Lê nhắn tin cho em cái. Nhắn tin dùm em cái. Ở đây em không có nhắn tin nữa chị này, chị Thuận Lê đây. Cái này là bên Trúc Phương Nguyễn. Anh xem đi bút một cái nữa. Để em xem được rồi. Chờ em chút nữa các chị nhé. Chờ em một chút em xem đi bút của chị này nhé. Gửi tin nhắn. Được chưa? Được chưa? Anh được chưa? Hai bài kia chưa. Anh được chưa? Đã mở ra mình vô được. À. Vậy là tin nhắn của chị Thuận Lê không được này. Em không gửi tin nhắn cho chị được này. Chị Khách Sạn 89 còn ở đây không? Nếu mà một tí xíu không được thì em xả ra luôn hai cái đầm này luôn nhá. Tại vì không có gửi được, toàn đầm VIP thôi. Toàn những con đầm mà các chị ơi.
cái con này con của chị Thuận Lê này, nếu trong vòng 5 phút nữa mà chị Thuận Lê không nhắn tin cho em, mà em nhắn tin cho chị cũng không được, em xả con đầm mày ra. Chị nào mà chị nào mà xí phần thì xí trước đi nha. Con này tới 350 ra xỉ, 5-600 giá lẻ đấy, mà em bán 250 đây. Chuốt thôi. Mà còn gửi tin nhắn không được thì biết đường nào mà trả lời. Rồi trả lời cho anh này. Rồi bây giờ tiếp tục nha các chị nha. Tiếp tục, mình tiếp tục đi. Đây con này tiếp tục cái con này cho em. Con này còn nguyên đai nha các chị. Còn mới nguyên đai. Con này chất nylon các chị nhìn này. Đã như vậy này. Trời ơi con này đã lắm. Mát rồi ạ. Nó còn nguyên đai nha các chị. Xinh lắm. Dòng Nhật nó nhu mà nó xinh lắm. À số 5. Con này dành cho các chị eo bao nhiêu đây? Chị nào eo từ 70 đến 80 nhá. Chị nào mà eo từ 70 đến 80 các chị nhìn chun em đẹp rồi này. Chun em nó siêu đẹp nha các chị. Em kẹp em để ý giùm chị này. Chị cầm cái mặt nó lên này. Mã số 5 là chị Thu Hà. Kẹp cái tay bên này. Chứ chị để như vậy mà em kẹp tay này làm sao? Rồi chị treo cái này nó đập vào tường làm sao? Rồi các chị nhìn con này này. Nó mới như vậy này các chị. Nhìn con đầm nó mới như chưa ai đụng vào nó luôn đấy. Đã ma nhỉ. Con này lên em mã số 6 nhá. Eo từ 70 đến 80 nhá. Mã số 6 250 miệng ship. Ôi dồi ôi. Em nói con này các chị nhìn này. Em cầm con đầm này vật vã luôn á. Nó sướng hết các chị. Nó sướng vật vã luôn á. Cái chất phê luôn. Cái dạng tay nó rơi rơi này. Phê lắm nha các chị. Trời ơi phong âu nha các chị. Con này dành cho các chị eo từ 70. Chị nào eo 70-78 nha các chị nha. Mã số 6 là chị Phạm Duyên. Chị nào eo 70-78 cho em. Chị nào mà eo 70-78 nhá. Nhìn này các chị. Cái chất nó đã lắm nè các chị. Lên cho em mã số 7 nhá. Mã số 7 250 ngàn. Mã số 7. Ôi dồi ôi. Cái con này ôi dồi ôi luôn á. Đẹp quá. Các chị nhìn này, nó dập ly nè. Đẹp quá, con này đẹp quá. Chị nào mà eo từ 65. Eo từ 65 đến 80 luôn nhá. Chị nào eo từ 65 nhá. Hiện tại bây giờ cái form nó gọn rồi này. Là eo 65, 70 mặc được hết nha các chị. Khi nào các chị size to 77, 80 thì chu nó chạy ra theo cái eo của các chị ha. Còn nếu mà size không có ra cái 77, 80 thì nó cứ nằm vậy thôi. Đấy, còn nó cao nó tối đa thì tới eo 80 nhá. Đấy, eo từ 65 đến 80. Con này đỉnh của chóp nha các chị. Con này thì mắc tiền đấy, em bán tặng em rồi. Con này lên cho em mã số 8 nhá. Mã số 8, 250 ngàn. Tiếp tục cho em con này. Còn nguyên đai nha. Còn nguyên đai, em thích cái tay lắm. Cái tay này bao thích luôn. Mặc nó như tiểu thư ấy. Nhìn này. Nó còn nguyên mặt đuôi đai nha. Form Âu, dập ly. Mã số 8 là chị Nguyễn Trần. Form Âu, chun eo. Chị Nguyễn Trần cho em xin số điện thoại và tin nhắn Messenger. Facebook mấy chị. Chị nào mà eo từ 70 cho đến eo 84 đâu. Con này size 9, 11, 13. Eo từ 70 đến 84 nha các chị. 250 ngàn, eo 70, 84. Eo 70, 84 lên cho em mã số 9. Mã số 9, 250 ngàn. Đây, ôi dồi ôi. Nhìn này các chị. Nhìn con đầm này. Nó đẹp như vậy ha. Cái form nó yêu như vậy nha. Xinh không? Con này dành cho các chị eo từ 65 đến 72. Số 9 là chị Bùi Hải Yến. Chị nào mà eo từ 65 đến 72 nhá. Eo từ 65 đến 72 cho em 250 ngàn lên em mã 10. Mã 10. Ôi dồi ôi tiểu thư nhà ai. Tiểu thư con gái nhà ai mà yêu thế này. Yêu như thế này rồi làm sao. Đó em thích cái dòng vai đua đua vậy này. Thích quá à. Sao thích thế nhở. Dạ cái chơi trên tường nó có bán nhưng mà giá cao quá chị. À, trên tường có chị toàn là 2 triệu rưỡi 3 triệu con đó chị. Mấy con đấy nó mắc tiền chút. À, cái trắng thì nó 2 triệu. Con trắng bên nó 2 triệu đó các chị, đầm Nhật đấy. Con này eo của nó là từ 65 cho đến 76 này. Chị nào eo từ 65 đến 76 nhá. Form Âu đẹp như vậy nha các chị. Đẹp lắm. Nhìn này các chị. Đùa chứ em không có thời gian á. Em có thời gian em cho các chị xem hết từ trong ra ngoài luôn á. Đẹp lắm, để rồi các chị yên tâm mà mua mà chốt á. Đẹp như vậy này các chị.
cái lót lụa của nó đẹp như vậy này, hàng Nhật mà. Đấy, lên cho em mã số 11 nhá, 250.000 mã 11. Cái con trắng này các chị, con trắng của Nhật này, con này xếp ly hoàn hảo nhá, con này dập ly hoàn hảo luôn á, nó là một con Nhật VIP nha các chị, nó dập ly hoàn hảo nhá. Con này eo của nó từ 65 đến 72, con này là 2 triệu các chị ơi, một con Nhật VIP như vậy ha, Nhật đó các chị, con này đẹp lắm, nó đẹp mỹ mãn luôn á. Mà chạp cái gì? Không, cái này ở ngoài kẹp được. Cái con này nó mắc tiền, con này 2 triệu á các chị, mà nó đẹp lắm, không một tì vết nào đó. Rồi con này cho em à, tiểu thư nhá các chị, con này là dòng tiểu thư nhá, cái tay nữ hoàng nha các chị nha, tay nữ hoàng. Con này là chất cà kỳ giấy, mềm ơi là mềm, và cái form yêu ơi là yêu. Các chị nhìn này, nó là nữ hoàng á, nó dòng nữ hoàng nha, nhìn cái tay này, cái tay nữ hoàng cho em. Con này dành cho các chị eo 65 đến 74, chị nào eo 65, 74, 250.000, nó thuộc dạng nữ hoàng nha các chị, eo từ 65 đến 74 nhá, 250.000, nhìn cái ống tay này. Lên cho em mã số 12 nhá, mã số 12, con này đẹp quá trời nha các chị, không đẹp không lấy tiền nha, con này 350.000 một con đấy. Con này theo đó các chị ạ, nó đẹp như vậy đấy, đẹp không? Mà em bán tặng 2 người đấy, chị nào vừa chốt nhá. Chị nào eo của nó từ 65 đến 75, 76 nhá, chị nào eo 65 đến 75, 76 đẹp quá, eo từ 65 đến 75, 76 cho em 250.000. Lên em mã số 13, mã số 13. Dạ mã 9 chị Hoàng My không được ạ. Con này cho em, tiếp tục cho em con này, một con tiểu thư đẹp như vậy nha, một con Âu tiểu thư, trời ơi nó đẹp dã man như vậy. Đấy, con này dành cho các chị eo từ 65 cho đến 76 là các chị mặc đẹp. Chị nào mà eo từ 65 cho đến 76 nhá, nó phê từng centimet nha các chị, eo từ 65 đến 76 250.000. Lên em mã số 14 nha, mã số 14 cho em. 13 chốt cho người ta đi kìa, đợi gì nữa. Mã 13 đây chị Sóc Phan. Đợi ông kẹ ra bắt chốt đi. Đợi chiếc kê bút của ra tôi có được không ạ? À nào? Sóc Phan nè. Bị gì? Toàn bộ khách mới, vừa đi chị cũng được. Vừa đi nắm vừa cũng đó. Dẹp mấy cái điện thoại qua đây anh, đến thoại mới đi. Lấy loạt điện thoại mới đi, dẹp hết cái mấy điện thoại qua đi. Đưa cho anh Sơn một loạt điện thoại mới đi em. Em mò trong giỏ ra xem còn bao nhiêu cái điện thoại mới đưa hết cho bạn anh Sơn đi. Tại sao lại như thế nhỉ? Nếu mà toàn bộ khách mới không gửi được là do mình đó. Dạ, giờ mới đang gọi hàng qua coi nó xem. No. Chồng ơi, chồng kiểm tra giùm vợ coi khách mới không có gửi được tin nhắn làm sao hết trơn á. Người ta kêu người ta gửi cho mình thì mình... Giống như kiểu là ngày tàn của bạo chúa ấy không? Rồi con này nha, con này xịt sò con bò còn nguyên tem nha. Con này đẹp ly hoàn hảo luôn á, chị nào eo 65, 72 thôi. Nhìn nha các chị nha, con này nó đẹp ly hoàn hảo như vậy ha. Trời ơi, nhìn cái ly nó đi. Đẹp ly hoàn hảo cho em, cái này mới nguyên tem nha các chị. Đấy, mới nguyên tem cho em nhé, 250.000, eo 65, 72. Lên cho em mã số 15 nhé, mã số 15 cho em. Chị Thuận Lê, địa chỉ gửi hoài mà shop không nhận được à? Chị ơi, em không có nhận được tin nhắn của chị á. Trong điện thoại của em chả thấy tin nhắn của chị đâu á. Điện thoại của em đợi tin nhắn của chị đây này mà đâu có đợi thấy gì đâu. Không thấy gì trơn á, không thấy chị Thuận Lê ơi. Chị Sóc Phan cũng kêu gửi rồi mà có thấy gì đâu, hay là gửi đi đâu. Anh phải vào trang rồi bây giờ. Quái lạ nhỉ.
rồi để chồng em kiểm tra xem nhé, để chồng em kiểm tra xem nó bị cái gì, nó bị cái gì mà cái kỳ cục vậy. Khách mới không nhận được, đứa nào ngu kẹp phải kẹp ngay cái chỗ tao để chai nước với điện thoại rồi, làm sao tao để chai nước với điện thoại. Gọn ghẽ nhưng mà cũng phải biết suy nghĩ một tí, ngu hết rồi. Rồi tiếp tục con này cho em, một con form Âu cho em nhé, hoa nhí, hoa đẹp như vậy. Tiếp tục một con form Âu nhé, chị thấy phê không? Đó, con này chun eo nhé, chị nào eo từ 70 cho đến 76 nhé, chị nào mà eo từ 70 cho đến 76 cho em, đẹp không? Trời ơi đẹp lắm, 250.000 lên cho em mã số 1 nhé, mã số 1, mã 1 250 nha các chị nhé, mã 1 250. Một con đen VIP, form Âu VIP nha các chị. Con này chúc mừng chị nào chốt được con này, vì con này là con 350 giá sỉ nha các chị, mà Trúc Phương lôi ra đây bán có 250 rồi đấy. Chị nào mà eo từ 65, chị nào eo 65 cho đến 78 nha các chị, chuẩn hàng hiệu Tokyo nhá, nó là dạng Âu VIP nha các chị. Đấy, chị nào mà eo từ 65 cho đến 78, 250.000 lên em mã số 2. Mã số 2. Ôi con này đẹp quá. Nhìn cái tay này, cánh dơi nhá, form Âu cánh dơi nhá chị nhá, form Âu cánh dơi cho em. Chị nào, chị nào eo từ 80-90, chị nào eo 80-90 cho em 250.000. Eo 80-90 lên cho em mã số 3, 250.000. Ôi con này nó phê, nhức hết cả nách con này. Các chị nhìn cái tùng Âu này, dã man chưa? Sao mà dã man đẹp như vậy? Đấy, nó xòe rộng nó vậy này. Con này dành cho các chị eo từ, eo từ 70 cho đến 82. Chị nào mà eo 70 đến 82 á thì mặc vừa con này nha, đẹp lắm. 250.000 lên cho em mã số 4. Mã số 4 này. Mã số 3 là chị Vân Thành. Mã số 4 là chị Thu Hoàng. Đây là một con hàng hiệu Yara form Âu nha các chị, đẹp trên cả tuyệt vời. Chất con này thì khỏi bàn rồi ha. Em cầm cho các chị xem như vậy là các chị đủ phê rồi. Nó là Volter Seed luôn á. Tay của nó cực kỳ yêu luôn. Nó chuẩn hàng hiệu Yara các chị nhá. Số 2 là chị Huyền Trang Võ. Con này eo của nó từ 70 cho đến eo 80 nhá. Cái dú em bao, cái ngược em bao nhá. Chị nào eo 70-80, 250.000 lên em mã số 5. Số 5, số 5. Ủa trời ơi, chị Hoàng My có vừa mã vừa, số 5 vừa, 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 vừa. Mã số 5 là chị Hoàng My. Eo con này eo từ 65 đến 76. Con này nó dập nhúng hết cái đầm. Con này nó dập nhúng hết cái đầm các chị. Chị nào eo từ 65 đến 76 nha, con này đẹp quá trời nha. Nó dập nhúng hết cái đầm. 250.000 lên cho em mã số 6. Tiểu thư, một con tiểu thư form Âu dập ly. Trời ơi các chị nhìn con này đi dùm em, nhìn dùm em một cái. Cái con này dành cho các chị eo từ 65 đến 76. Chị nào eo từ 65 đến 76 nhá, phê như vậy à. Eo từ 65 đến 76 cho em, chỉ có một câu là đẹp mỹ mãn thôi nha. 250.000 lên cho em mã số 7. Mã số 6 đó chị Thủy Lê. Tiếp tục cho em con này, chỉ có một từ cho nó là đẹp mỹ mãn. Các chị nhìn nè, chỉ có một từ đẹp mỹ mãn thôi. Con này dành cho các chị eo, mã số 7 đó chị Vân Dương. Eo từ 70 đến 80. Nhìn các chị nhìn này, phê chưa? Trời ơi con này phê lắm ấy. Chị nào mà eo từ 70 đến 80 nhìn nha. Đây, 250.000 lên em mã số 8. Mã số 8 là chị Phú Thục Hoa. Tiểu thư, một con tiểu thư eo chết nha các chị. Con này xịn lắm nha các chị. Nhìn này, con tiểu thư này xịn lắm nha các chị. Nó là eo chết. Khi các chị mặc vào ấy là nó sẽ như vậy nha các chị. Nhìn này, nó ra như vậy luôn nha các chị. Nhìn này, nó là tiểu thư như vậy này. Trời ơi trời, hề luôn, nó xinh vãi luôn đó trời. Cái con này dành cho các chị
chị nào mà eo 76, 78, 80 luôn. Chị nào eo 76 đến 80. Ôi đẹp. Con này đẹp lắm. Con này có chị mặc vừa form đẹp lắm. 250 lên em mã số 9. Mã số 9 nha. Con này còn mới. Nguyên đai. Nguyên tem luôn á. Con này tới 300 mấy á các chị. Mà em bán tặng 250 cho nó các chị về có lọc nha. Về các chị bán cho có lọc. Nó đẹp như vậy này. Chị nào mà eo từ 70 đến 80 thuộc về size 11, 13, 9, 11, 13 nhé. Chị nào mà eo từ 70 đến 80 form Âu xịn như vậy nhé. Đấy, mà nó còn có đai nữa đấy. Con này còn mới nguyên đai đấy. Con này lên em mã số 10, 250. Mã số 10 đó chị Lê Hồng Cúc. Tiếp tục cho em con này gấm xịn. Form Âu gấm xịn. Ghi Âu gấm nhanh rồi bé. Âu gấm xịn cho em. Đẹp như vậy nha các chị. Chị nào eo 70-80 nhìn cho em này. Nhìn kỹ cái mặt vải cho em này. Đẹp lắm nha các chị. Chị nào mà eo 70-80 đâu. 250 ngàn. Lên cho em mã số 11. Mã 10 cho ai? Quỷ chỗ thôi. Con quỷ sứ con này có 10 đây này. Ủa nãy tao con ăn 10 mà. Ủa ai 10 à? Mày làm sao ra 20 rồi? 7 nè. 8 nè, con này con 9 nè, tao 8 mày xéo háng giờ. Con này con 9 nè, con 9 có ai chốt chưa? Chưa. Chưa, con 9 á. Mày ngồi mày nhoi nhoi đi. Mày muốn ngồi đây nữa không? Mày tao đã khác ngồi giờ. Ngồi có mất khôi chủ số thôi. Mà không yên thân được. Mà để sai sót nó tao giết mày bây giờ. Đấy, tôi nó rơ ngơi cái miệng tao ra là nó đâu có hoàn chỉnh nữa đâu. Bởi tôi nó cho tôi đi đâu là ta cứ ngồi trên đống lửa mấy cái này nó làm có ai còn nó sợ lắm. Ủa có đẹp lắm. Bộ cúc này em nói thật, cái bộ cúc này em bán nhắm mắt vui bán cái bộ cúc này thôi được 300 ngàn đó các chị. Cái bộ cúc của con này. Đừng có mở mắt nha, đăng lên bán, đăng lên thôi là người ta mua 300 ngàn bộ cúc này. Đã man không? Mà bây giờ bán cả cái đầm 250. Vậy đó. Nghẹt ngã. Xịn không? Con này dành cho các chị eo từ bao nhiêu? Chị nào mà eo từ 70 đến eo 74-75. Chị nào. Đúng rồi, nó ngồi ghế nóng á chị. Nó ngồi đít, nó nóng đít luôn á chị. Nó ngồi ghế nóng á, nó ngồi trong kẹt này nè. Nó ngồi ghế nóng, ngồi nó nóng đít luôn á. Nghe chửi nóng tai luôn á. Con này đẹp lắm các chị ơi. Con này chất xịn sò ha. Nhìn đâu nhìn phê không? Chất xịn nè. Gấm mà gấm lụa. Mẹ gấm gấm lụa. Bán 250. Rồi con này lên em mã số 12. Mã 11 cho chị Vân Thành. Ôi dồi ôi. Em chúc mừng chị nào chốt được con này. Dã man. Nó dã man lắm. Con này nhập đi dã man lắm. Nhìn này. Nhìn con này phê chưa? Trời đất ơi nó phê. Chị nào mà eo từ 70 cho đến eo 80 á. Nhìn này các chị. Chị nào eo 70-80 nha. Lên cho em mã số 13. Mã số 13 250 ngàn. Để tối coi lại. 12 đó chị Phương Kim. Úi dồi ôi. Con này mắc tiền 300 mấy một con ấy. Lôi bán 250 chết hai người ấy. Em chốt. Con này em chốt. 13 đó chị Thu Hoàng. Em chốt con này chứ nó đẹp quá. Các chị thấy đầm nhà em không tìm vết như vậy đó. Nó đẹp. Nó đẹp như vậy đó. Nó đẹp như vậy này các chị. Vậy mà cũng có một số người nhận hàng ấy. Một cái lỗi bằng cái đầu kim, bằng cái đầu tóc ấy. Các chị cũng phải soi ra để các chị bảo lỗi. Các chị ơi mình đi mua đồ xi mà. Mình dễ dễ một tí. Nhà em mà cẩn thận lắm rồi á. Một cái lỗi bằng cái đầu kim, đầu tóc thì em hỏi các chị chứ. Các chị cũng phiên phiến gì chứ đúng không? 14 đó chị Hiền Mai. Lại chúa tôi bằng cái đầu kim đầu tóc mà các chị cũng bắt lỗi thì thôi các chị đi ra con mẹ nó sợ mua vải về tự may nhá. Mà nhiều khi mình nhận con đầm đẹp như vậy mà bị người ta nói là em ơi nó lỗi bằng cái sợi tóc, cái đầu tóc á, cái đầu kim á. Và không lẽ giờ chị ơi chị có cần em gửi cho chị cái kính hình vi chị soi không? Ê luôn á, nhiều khi nó cũng cám cảnh á. Ai chốt con này rồi? Được vừa không? Mẹ chưa báo số eo đi. Con này eo 70, 78 á nàng. 80 á, eo 70, 80 ấy nàng ơi.
Nàng có rộng không nàng? Hay là nàng có chật không? Nàng chật không nàng? Đúng không các chị? Các chị mình đi mua đồ si mà cũng viên tiến đi. Trong trường hợp nó không thể chấp nhận được là mình phải phản hồi. Tại vì sao mình bỏ số tiền mấy trăm ngàn mình phải chấp nhận được. Còn với một con đầm nó đẹp như vậy mà bằng cái đầu kim thì em cũng nghĩ là các chị cũng nên bỏ qua, thì mình mua đồ si chứ không phải mình mua đồ mới ha. Chưa chắc đồ mới các chị mua ấy nó đã hoàn chỉnh đúng không? Nó còn test tháng, nó còn test này test kia. Huống chi là đồ si đúng không các chị? Các chị có nhiều chị chưa? Huống chi là đồ si đúng không các chị? Các chị có nhiều chị khó quá. Biết gì bây giờ em Tháo? Thì anh cứ gửi thêm được không? Thêm có thêm cách mới thì cứ gửi thêm được không? Để tạm thời chỉ cái chị này này. Thì không gửi được địa chỉ bây giờ kêu chị kết bạn Zalo cho em. Điện thoại đây. Mà bây giờ có hai phương án. À, chị sắp phạm à? Sắp phạm rồi chị. Rồi chị khách sạn 8, chị sắp phạm, chị khách sạn 89. Chị Thuận Nguyễn. Ba chị. Ba chị đúng không? Bây giờ tin nhắn không gửi được. Làm ơn kết bạn Zalo liền với em. Kết bạn Zalo liền cho em nha. Kết bạn Zalo cho em, anh để anh ghi dấu mấy người này, nếu mà người ta kết bạn Zalo á thì để cho bên Mai tụi nó check Zalo, tụi nó gửi bên like vào đó cho họ. Kết bạn Zalo liền với em đợi Zalo nhá. Số điện thoại Zalo của em là 0943 683 218. Anh lấy cái này kết bạn Zalo cho người ta đi. Đấy, anh kết bạn Zalo với người ta đi. Không, anh ghi cái số lên cho người ta biết để ta kết bạn. Inbox lên. Ui dồi ôi, làm việc không đấy. Chán vãi. Nhanh lên, nhanh tay cho lên. Kết bạn Zalo với em liền. Để em thường em không làm việc trên Zalo. Vì Zalo á là chỉ có để em chửi nhân viên hay là để em để em nói chuyện riêng cái công việc của em thôi. Chứ Zalo là không có cho nhân viên nhoi vào. Cho nên tụi em làm việc toàn bộ trên Messenger cho nhân viên làm việc. Nhưng nếu trong trường hợp đặc biệt như vậy thì em buộc phải dùng Zalo cho các chị kết bạn với em. Đó. Thì ba chị ở đây. Chị Thuận Lê, chị khách sạn 89 với lại chị Sóc Phan nhắn tin kết bạn liền với em theo số điện thoại Zalo. Nhân viên nhà em có gửi lên là anh gửi lên chưa? 0943 683 683 218. Ăn lương cả mấy năm trời rồi vẫn quên số điện thoại sếp. Chán đời không? Em trừ 500 ngàn đó. Em trừ 500 ngàn anh luôn hả? Kết bạn liền cho em nhé. Để em lấy thông tin của các chị. Tại vì nhà em không gọi điện chốt đơn. Nhân viên nhà em nó chốt đơn liên tục hàng ngày, cho nên là không thể nào gọi điện được. Và các chị cho địa chỉ ở trong đó là nó chốt đơn ở chị ơi biên lai like chị đây. Bao nhiêu cái bao nhiêu tiền, chị nhận biên lai like và chờ hàng thôi. Chứ không có sạc đổ gì sau lai like hết nha. Không có gọi điện hết trơn á. Nhận hàng không hài lòng em trả tiền đủ với các chị nha. Đấy, nếu như có trả tiền cho em rồi. Con này cho em eo của nó từ 70 đến 80 này. Con này đít này. Này chị nào eo từ 70 đến 80 này, mê chưa? Con này mê chưa? Con này nó dập ly nhúng hết ở đây này. Đó. Cái chất phê lắm, nhìn này các chị. Phong Âu nha. Eo từ 70 đến 80 lên mã 1 cho em nhé. Mã số 1. Mã số 1. Một cái con này gọi là con cái con này nó gọi là con là gì nhỉ? Dạ hội. Nhưng mà bình thường cái con số 1 đó chị Lê Hòa. Bình thường con dạ hội cái form nó nhỏ thôi. Nhưng mà riêng con này là chuẩn dạ hội, cái form Âu của nó lớn nha các chị nha, cái tùng của nó lớn nha các chị. Chứ bình thường tụi em bán cái con 150 với 200 cái tùng của nó nhỏ thôi nhá. Cái con này cái tùng nó rất là nặng tay và nó xòe rộng nha các chị. Đó, cho nên nó cao tiền hơn. Con này dành cho các chị eo 65 cho đến 74 nhá. Chị nào eo 65 74 nhá. Cái này là dạ hội các chị nhá, dạ hội form Âu nhá. 250 ngàn. Con này đẹp lắm. Má ơi, con này em có một ri luôn đấy. Em có một ri đủ màu luôn đó các chị. Em sưu tầm 10 năm nay đủ màu luôn đấy. Con này 250 ngàn. Lên em mã số 2. Mã số 2. Con này tiểu thư form Âu còn nguyên tem nha. Cái gì? 0943 683 rồi cho 643 rồi nó kết bạn với ai? Người ta kết bạn với con mẹ khác thì sao? Rồi con mẹ Trúc Phương đứng đây rồi sao? Mày trừ ai sơ 500 ngàn cho chị. Cái con này còn nguyên tem này. Còn
Còn nguyên tem như vậy các chị nhìn này, nó là dạng tiểu thư nhá, form Âu nhá. Cái con này là 300 mấy đó các chị, em bán tặng 200 người đấy. Chị nào á? 218. Để chốt cho này 218 này 618 đấy. Này người ta làm cái số này không có Zalo kìa. Các chị ơi, hai cái số nhân viên nhà em vừa gửi lên không đúng em. Chị khách sạn 89 cho số rồi đấy, mày cái bạn chị đi là vô. Dạ. Đi chua tôi làm ăn một cái số điện thoại thôi anh Sơn ơi em. Hôm qua vợ uống máng hay gì sau nay sao chán đời thế nhỉ? Anh Sơn. Hôm qua về vợ uống máng à? Sau này vợ chán đời. Con này eo từ 65 đến 76. Chị nào eo từ 65 đến 76 nha. Em ơi con này VIP lắm. Chị nào mà chốt được con này về đêm nay ngủ ngon luôn á. Vì con này các chị mua tỏi 700-800 ngàn á. 700-800 ngàn á. Mua nhà Trúc Phương 250 nè. Rồi con này lên em mã số 3 nhé. Mã số 3. Tiếp tục cho em con này. Một con form Âu nữa cho em nhé. Một con form Âu đẹp như vậy hả các chị? Cái con này dành cho các chị eo từ bao nhiêu? Chị nào mà eo từ 70 cho đến eo 78 số 3 đó chị Trinh Diệp. Cái con này 350 một con này các chị. Trúc Phương bán tặng có 250 thôi đấy. Đừng hỏi em là em mới giá nó còn bao nhiêu. Nó rẻ lắm luôn đấy. Con này VIP của VIP nha các chị. Eo từ 70 đến 78 nhá. Đẹp quá. Đấy chị Trinh Diệp này lấy mấy con như vậy mà về mà bán này. Đùa chứ con này là giá sỉ nó 350 đấy. Mà giờ em bán có 250 về mà bán nó sướng cuộc đời này. Toàn là form Âu xịn xò như vậy này. Chất nó phê luôn như vậy này. Này tem, tem đúng cùng từ trong ra ngoài này. Đấy con này lên em mã số 4 này. 250. Đây tiếp tục cái con tiểu thư màu buồn cho em. Chị nào mà mê đầm nhật ấy thì hiểu những cái con này nó màu buồn nha các chị. Còn chị nào mà chưa xài qua vin nhật ấy thì gặp những cái con màu buồn như vậy này. Những cái con mà chuẩn cái màu cổ điển vin tẹp như vậy này. Chuẩn cái con tiểu thư như vậy này. Làm ơn đừng có chốt nha. Em nói luôn cho nó ngay, cho nó vuông. Vì các chị không hiểu về vin nhật. Các chị bảo nó cũ nha, nhưng mà thật sự là các chị không có hiểu về vin nhật nha. Đây là những con mà chuẩn màu cổ điển. Nó là màu nhu. Đấy, mặc nó trắng da. Và nó rất là sang. Chứ không phải nó cũ nha các chị. Nó cũ là em vứt nó đi rồi đó. Con này eo từ 65 đến 75. Chị nào eo từ 65 đến 75 cho em. Nó mỡ, nó đẹp lắm, mới lắm. Mà chỉ có điều là nó màu nó buồn thôi. Nhập ly nhúng hết trơn nhá. Form Âu 250 ngàn lên em mã số 5. Mã số 5. Chị sắp fan. Chị sắp fan đây, chị nhắn số điện thoại chị lên đi. Nhân viên chị em nó kết bạn với chị. Em gửi kết bạn. Gửi kết bạn hai chị. Chị sắp fan nhân viên nhà em gửi cho chị đấy. Chị khách sạn 89 nữa rồi, tụi em gửi kết bạn với chị rồi đấy. Ở trong Zalo chị mở Zalo ra đấy. Chị sắp fan mở Zalo ra chị. Nhân viên đưa đây coi. Chị đâu mà kết bạn đó? Có hai mà chị đâu. Tên khác đó. Hiền Trần là ai? Hiền Trần là chị khách sạn 89. Chị Hiền, mày kết bạn thì mày cho người ta một cái hình vẫy tay hay vẫy chân đi. Người ta chưa đồng ý. Người ta chưa đồng ý kệ người ta. Mày vẫy tay đi để cho nó khỏi mất dấu răng đi. Lại một thằng ngu nữa thề. Còn mày ăn chán đời quá, tôi chết rồi. Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như ngu như bò ấy, thề luôn á. Bây giờ mày không vẫy tay đi nó mày buông điện thoại ra là cái tin nhắn nó trôi đi luôn. Trong điện thoại chỉ cần ngàn tin nhắn bị bố đâu thì. Bây giờ mày vẫy tay mày xin lỗi cái mày cảm ơn đi. Ừ vậy đi, mày xin lỗi trong đấy cũng được này, mày cảm ơn, mày vẫy tay vẫy chân dưới cái đẩy trong này đi. Thôi rồi thế. Rồi chị Hiền Trần á, cho em số điện thoại địa chỉ luôn nhá, là chị sắp fan đấy. Để em ghi vào đây luôn. Em ghi vào là chị sắp fan. Là chị có Facebook. Đấy mình phải làm việc nó phải như thế này. Đúng không? Bên kia mình Facebook sắp fan mà bên này Hiền Trần mình phải ghi vào đây cho ta nhớ thôi. Nhưng mà cũng không chịu ghi là không sao nhớ được. Rồi ok rồi. Rồi ok ok đã có địa chỉ của chị rồi đây. Đúng không? Ok em có địa chỉ của chị Sóc Phan rồi đây. Rồi của chị Sóc Phan Duyệt nha. Ô chị Sóc Phan để đâu?
để cái kia rồi. Rồi có chị nào ok nữa không? Để Uyên là khách sạn 89 đúng không? Chị Facebook khách sạn 89. Đấy mình làm việc mà phải ghi như vậy chứ chua từ thề luôn đó. Mình có cái đầu trên cổ mình phải suy nghĩ nha các em. Ở bên Facebook người ta một tên, ở bên này bên kia là khách sạn 89, bên này là bé Uyên. Bé Uyên mày làm sao mày biết được, mày phải ghi ra chứ. Dạ, lỗi. Thề luôn đó, tao không biết làm sao luôn đó. Sao tao tuyển với đội nhận ngũ nhân viên sao mà nó vip thêm ấy. Rồi, chị Bé Uyên nhắn tin cho em số điện thoại địa chỉ vào đây luôn nhá, vào trong Zalo luôn nhá. Rồi còn chị nữa không? Có chị nữa, Thuận Lê nữa. Thuận Lê chưa lên số điện thoại. Chị Thuận Lê, cho em số điện thoại chị Thuận Lê. Để em kết bạn Zalo với chị luôn này. Chứ bây giờ không có kết bạn Zalo thì làm sao biết đường mò nào? Làm sao mà biết đường mò? Rồi mình làm ơn mình đánh dấu rồi chị cái chị đấy đó ghi vào là địa chỉ bên Zalo để cho mai nó bên cái đội ngũ mà nó check tin nhắn để giao đơn ấy. Bây giờ nó vô trong tin nhắn nó check không được, nó xả ra. Bây giờ mình phải ghi cho nó là địa chỉ trong Zalo nha mấy mẹ vậy đó, cho mấy mẹ đó, mấy mẹ biết được mấy má. Ừ đó vậy đó, cho mấy má biết được để... chứ mấy má không biết được rồi biết đường đâu mà. Rồi tiếp tục con này, thấy không phải là dám bạn không? Có địa chỉ chưa bên qua đó? Không biết đâu mà nó mò đấy, đầm như không ngồi trời. Chị nào? Cái con này, con chị gì đó? Đưa con này, con Bình nó chốt rồi này, lấy kẹp cho chị kẹp. Rồi đưa cho Bình tí về đưa cho Bình tí xíu về đưa cho Bình. Rồi tiếp tục con này cho em nhá, con này lụa cho em nhá, một con lụa, con này dập ly các chị nhá, tiểu thư dập ly nhá, một con lụa from Âu tiểu thư nhá. Chị nào cái này còn mới nguyên tem á, eo 6572 nhá. Chị nào mà eo 6572 cho em 250.000 lên em mã số 5 nhá. Mã số 6 nhá. Mã số 6. Tiếp tục cho em một con tiểu thư Phong Âu. Tiểu thư Phong Âu. Ôi con này đẹp quá. Trời ơi con này đẹp quá. Phải nói phê quá. Chị nào mà eo từ 70 cho đến eo 82. Chị nào mà eo từ 70 cho đến eo 82 nhìn nhá. Mã số 6 đó chị Bùi Hải Yến. Con này phê lòi ra. Chị nào eo 70 đến 82 lên em mã số 7 nhá. Mã số 7 cho em. Cái con này cho em. Một con nai nần VIP như thế này. Ôi dồi ôi con này nó phê. Cái con này nó dập ly các chị nhá. Nó dập ly phê luôn à. Nhìn này. Nó dập ly phê luôn. Form Âu nhá các chị. Đẹp như vậy nè. Chị nào mà eo từ 65 đến 78 cho em. Chị nào mà eo từ 65 đến 78 không đẹp là không lấy tiền nha các chị. 250.000 lên em mã số 8. Một con tiểu thư cho em nhá, dập ly nhá. Một con tiểu thư cho em. Eo 65-72. Chị nào eo 65-72 mã số 8 là chị Sóc Hoàng. Chị nào eo 65-72 250.000 lên cho em mã số 9. Một con gấm eo của nó là từ eo 70 đến 80. Ui con này đẹp quá. Đẹp quá. Con này đẹp quá luôn đó các chị. Ui nó mê. Sao mà nó con này mê lắm. Nó có cái gì đó nó đẹp lắm. Trời ơi. Chị nào eo từ 70 cho đến eo 80 cho em 250.000 lên em mã số 10. Một con tiểu thư eo chết. Một con tiểu thư eo chết. Nó đẹp như vậy nha các chị. Em nói là nó mỹ mãn nha các chị. Chị nào eo 70, 75. Các chị thấy nó phê chưa? Chị nào eo 70, 75 cho em. Không đẹp là không lấy tiền nha các chị.
lên cho em mã số 11 nhá, mã số 11 cho em. Từ lâu ghi bài sai nó chết luôn. Mã số 9 cho chị Vân Thành. Một con nai lần. Chị nào eo từ 65 đến 75, 76, con này dập ly hoàn hảo nha các chị. Con này đẹp lắm nha các chị. Nó dập ly nó hoàn hảo lắm, con này đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Cái chất này lần phê luôn á. Chị nào mà eo từ 65 đến 75, 76 đều được nha. Nó mới từ trong ra ngoài nha các chị. Nó mới dường như là chưa có mẹ nào đụng vào nó luôn á các chị. Nó dường như là chưa có ai đụng vào, nó không tì vết luôn á các chị. Cái lớp lụa ở trong nó phê luôn các chị ơi. Nó phê luôn á. 250.000 lên em mã số 12. Con này cho em. Một con lụa form Âu. Nó đẹp dã man chưa? Mê chưa? Đẹp. Đẹp lắm luôn đó trời. Chị nào mà eo từ 70-74 nhá. Chị nào mà eo 70-74 cho em. 12 đó chị Huyền Trang Võ. Chị nào eo 70-74 lên cho em mã số 13 nhá. Mã số 13. 250.000. Ê cái đó có một cặp thôi. Ê con nó có một cặp đó. Mấy cái chị từ đấy đi Trang rồi đấy. Con này có một cặp luôn. Eo 70-74 y chang nhau luôn, một cặp luôn. Đẹp nhỉ. Một con cánh rơi. Các chị nhìn con này nè. Nó phê nha các chị. Mã 10 cho chị Vân Thành. Chị nào mà eo 70-80. 82. Dạ. Mã 9 em chốt cho chị Đào Hồng nha chị. Chị nào mà eo từ 70-82. Đang lấy cái số 9 chốt cho chị Đào Hồng. Nó đẹp lắm, con này đẹp dã man đấy. Cái tay cái nách của nó đây. Cái tay cái nách nó đẹp dã man các chị. Nó mới như là chưa có ai đụng vào nó là các chị. Nhìn này. Cái lớp lụa ở trong nó không tì vết như vậy là các chị. Nó mới như vậy là các chị. Đó. 250.000 lên em mã 14. Mã 14 cho em nhé. Tiểu thư. Chị nào eo 65-76. Một con tiểu thư. Nó đẹp như vậy nha các chị. Cái tay nó yêu dã man. Chị nào eo 65-76. Trời ơi nó đẹp quá. 250.000 lên em mã số 15. Con này eo 70-80. Một cái con mà tay bồng. Gọi là tay siêu bồng. 14 đó chị Bùi Hải Yến. Cái này nó là tay siêu bồng nha các chị. Form Âu mà tay siêu bồng nha. Chị nào mà eo 70-80 á, chốt con này về em nói không phê là không lấy tiền đâu. 250.000 lên em mã số 16. 15 cho chị Nguyễn Thu Lê. Eo 65-78. Eo 65-78. Nó đẹp dã man. Một cái con mà nó đẹp dã man. Trời ơi. Em nói thật với các chị chứ không có thời gian để cho các chị xem từng tí luôn đó trời. Mà nó đẹp lắm. Đây. Như là kiểu mà áo em chưa mặc một lần đi. Lên cho em mã số 17 nhá. 250.000. 16 đó chị Sóc Phan. Cái này là lụa eo chết nhá. Eo con này eo 70-74. Một cái con chuẩn xịn Japan. Chuẩn hàng hiệu Japan nè các chị nhìn này. Trời ơi nó đẹp lắm, cái tem nó to như vậy này. Nó là cái con mà con lụa xịn này các chị nhìn này. Eo chết nha các chị, eo chết mặc đẹp lắm á. Chị nào mà chuẩn eo chết á, các chị mặc vào cái form nó đẹp hơn eo chun nhiều các chị. Nhưng mà có điều là eo chết thì chỉ có một size để mặc được thôi. Eo chun thì có thể căng ra vài người mặc được, vài size đều mặc được ha. Cho nên những con eo chết này các chị nào mặc vừa thì đẹp lắm nha. 250.000. Eo của con này eo 70-74. Lên cho em mã số 18. Mã số 18 cho em nhé. 17 chốt cho ai nhỉ? 17 đó chị Sóc Phan. Chị Thuận Lê có địa chỉ chưa? Vâng rồi. Này, ghi vào là địa chỉ bên Zalo đúng không? Dạ. Rồi ghi vào. Ghi chị Thuận Lê địa chỉ ở Zalo. Một con tiểu thư eo
8082. Trời đất mẹ ơi, các chị ơi, con này 300-400 ngàn một con mà bán có 250 thì không chốt nhanh lên còn kịp, không chốt nhanh lên còn kịp, không chốt nhanh lên thì còn kịp ha. Lên con này dành cho các chị nào mà eo từ 7, eo từ 80-82. Chị nào eo 80-82 lên em mã số 19. Mã số 19 cho em 250 ngàn. Các chị chốt và các chị bỏ ra như thế tí xíu em làm sao em dám chốt cho các chị nữa. Các chị phải chốt chắc cho em chứ. Chốt chắc nhá, các chị cứ chốt và bỏ ra như vậy đến lúc này. Rồi rồi tí nữa các chị chốt, em có biết các chị có bỏ ra nữa không? Rồi em lại sợ các chị bỏ ra, em lại chốt cho người khác thì sao? Các chị cho em một cái chắc chắn là em tính nha. Cho chị Thu Hoàng. Rồi, eo con này eo 65-74. Một con tiểu thư. Nhức cái nách. Em nói con này nhức cái nách. Nó đẹp như vậy đó. Chị nào eo 65-74 lên cho em mã số 1. Mã số 1 250 ngàn. Mã số 1 250. Ủa con này giấy đâu? Hai thả. Tại tụi em phải bấm giấy vô đây. Bây giờ thả ra là mất giấy rồi. Eo 65-72. Cái giấy đâu? Chị nói em là em lấy cái kẹp ra thì một cái dầm mà một cái kẹp một cái giấy để in lại cho nó để nó bới về nó lâu lắm. Một cái kẹp để in cái tờ giấy vào lấy cho nó luôn. Tôi lấy cho nó cái rổ cái bọc bỏ vào, chị đưa cho nó cái rổ ra là xong. Mày tháo ra một đùi về bố em biết nó bới được, ngồi thời gian bơi đâu ra. Mày ghi con mẹ tờ khác đâu đi. Eo 65-72 vô đây. Để lần sau đứa khác like nó còn biết được eo bao nhiêu. Cái gì đấy? Con này sao nữa? Con này đâu ra đây đấy? Con này chị vừa cầm ra này sao? Đàn. Con này sao đấy? Không, con này sao đấy? Con này chị vừa lai mà. Ôi con này đẹp quá. Con này dành cho các chị eo 65 cho đến eo 76, 78 đều được nha các chị. Eo từ 65 đến 78 nhá. Các chị nhìn con này này, nó chuẩn con tiểu thư xịn nha các chị. Cái này dẹp ly hoàn hảo nha các chị. Cái con này đắt tiền nha, 350 ngàn một con nha các chị. 350 ngàn một con nha. Em bán tặng 250. Các chị nhớ chia sẻ bài cho em là được nha. Con này lên cho em mã số 2 nhé. Mã số 2. Mã số 2 250 ngàn. Tiếp tục con này cho em. Cái con này dành cho các chị eo từ bao nhiêu đây? Eo 70-80 nhá, còn mới nguyên đai. Trời ơi con này VIP lắm. Con này VIP lắm các chị ơi. Nó còn nguyên đai này. Mã số 2 đây chị Tâm Nguyễn. Chị nào eo 70-80 nhá, nó còn nguyên đai luôn á. Con này lên em mã số 3 nhá, 250 ngàn mã số 3. Tiếp tục cho em một con VIP của VIP nữa. Con này eo của các chị eo 78, em 70-80. Còn nguyên tem nha. Cái này còn nguyên tem chưa qua sử dụng nha các chị. Chị nào eo 70-80 nhá. Con này phê lòi ra. Con này phê lòi luôn á. Con này lên cho em mã số 4. Mã số 4 cho em nha. 250 ngàn. Con này eo 65-76. Chị nào eo từ 65-76 nhá. Con này dập ly. Số 4 là chị Phương Kim. Cái này dập ly hoàn hảo nha. Chất rất là mềm. Chất cực kỳ mềm luôn á các chị nhìn này. Đó, con này eo của các chị eo từ 65-76 lên em mã số 5. Mã số 5. 250 ngàn. Eo 70-80 form Âu. Một con tiểu thư eo 70-80. Một con Âu eo 70-80 nha. Đẹp không? Trời ơi con này phê lắm. Con này ổn phê lắm. Nhìn này các chị phê lắm. Rồi. Chị nào eo 70-80 lên cho em mã số 5. 250 ngàn. Một con nai nần eo 70-78-80 đều được. Eo 70-80. Mã số 5 là chị Hà Nguyễn. Chị nào eo 70-80 đâu. Một con nai nần. Trời ơi con này mới dã man.
Ôi dồi ôi, con này mới dã man luôn đó trời. Rồi nó sướng lắm. Chị nào mà eo 70 đến 80 cho em 250.000 bên em mã số 6 nha. Mã số 6. Con này cho em. Chị nào mà eo 70-90 mã số 6 đó chị Nguyễn Thị Nga. Cái con này nó có cúc dự phòng, có vai đua ra đây này, vai trồm á. Con này phê luôn các chị nhìn này. Trời ơi phê luôn. Chị nào eo 70-90 nha. Này hiện tại bây giờ eo 70 này. Chừng nào cái size của các chị nó bự đến đâu thì chun nó chạy ra đến đấy này. Và nó chạy tối đa ra là 90 này. Đấy, này cái này ngược vô tư này. Phê không? Phải lắm. 250.000 nên em mã số 7. Mã số 7 à? Số 7. Tiếp tục cho em con này eo từ số 7 đấy chị Tuấn Tú Đào. Ui dồi ôi các chị ơi con này phê. Eo 70-80. Nhìn này. Ui nhìn này. Nhìn này các chị. Nhìn cái tay này phê không? Nhìn cái form âu này. Chị nào eo 70-80 250.000 lên cho em mã số 8. Mã số 8 nha. Tiểu thư. Eo con này eo 70-82. Một cái con mà ôi dồi ôi, nó còn nguyên đai mà nó đẹp như vậy này. Mà em nói nó phê ơi là phê. Nhìn này. Đẹp chưa? Chị nào mà eo từ 70-82 250.000 lên em mã số 9. Mã số 8 là chị Thúy Thanh Trần Thị. Chị nào eo 70-82. Đây là một con Âu VIP của VIP. Một con Âu VIP của VIP. Đẹp như vậy nè các chị. Chị nào eo 70-82. Trời ơi con này đẹp quá. 250.000 lên em mã số 10. Mã số 10 con này đẹp quá. Mã số 10 250.000 miễn ship. Eo 65-76. Còn đai. Một con form Âu eo 65-76. Còn nguyên đai nha các chị. Cái này nó còn nguyên cái bịch đai ở đây ha. Cái đai của nó đây ha. Đẹp như vậy ha. 250.000 lên cho em mã số 11. Mã số 11 cho em này. Chị nào eo 70-76 thuộc về size M và size L nhé. Con này là 350.000 của con đó các chị. Em bán tặng 250. Chị nào vừa thì chốt nhá. Con này VIP của VIP nha. Đỉnh của chót. Eo từ 70-76 cho em. Đỉnh của chót nha. 250.000 lên cho em mã số 12. Mã số 9 thì chị Mai Kim Phượng. Chị Mai Kim Phượng ơi, chị kết bạn Zalo em cho. Em xin địa chỉ bên Mai Zalo nữa chị. Anh kết bạn đi. Anh kết bạn đi, người ta buồn thật rồi thôi. Anh biết kết bạn không Vũ? Anh kết bạn đi rồi nhắn tin ở chưa cho em xin rút lại địa chỉ. Mình ghi vô trong đấy luôn là chị là cái gì đó. Mình ghi luôn là Facebook Mai Kim Phượng. Xong rồi tiện ấy, mình vuốt cái màn hình, mình chụp cái màn hình ấy luôn, mình gửi cái hình ấy qua. Để mai mốt mình không phải vuốt từ dưới lên trên, cho dù mình nói chuyện cả năm đi chăng nữa. Mình chỉ việc vào cái hình thôi là mình xem là mình biết ai rồi. 12 đó chị Hiền Mai. Chứ mình không cần phải vuốt, hiểu không? Hiểu không? Chụp cái màn hình của cái chữ của em viết á. Chị em viết là Mai Kim Phượng, Facebook Mai Kim Phượng này. Giống như chị chụp thì gửi cho mấy người kia này hả? Để đến lúc về sau này cho dù có nói chuyện lâu ngày hay lâu năm gì chẳng nữa thì cái vô cái hình ảnh thôi là nhìn thấy cái địa chỉ rồi, thấy cái tên rồi, chứ không cần phải vuốt kéo lên, hiểu không? Vuốt kéo lên thời buổi nào rồi vuốt đến giờ nào rồi. Con này là một con đi tiệc, cái con này là con nữ hoàng đi tiệc, một cái con nữ hoàng đi tiệc nha các chị. Sang lắm, con này sang dã man đấy. Chị nào eo 65-72 thì tốt nha. Chị nào eo 65-72 em bán tặng 250.000 nhé. Eo 65-72 form Âu đấy, lên cho em mã số 12. 250.000. Eo con này
là eo 70 74, một con tiểu thư form Âu eo 70 74. Các chị nhìn này, nó đẹp như vậy này các chị, nó đẹp dã man nha các chị. Trời ơi nó mới lắm, độ mới của nó chỉnh chu hoàn hảo nha các chị. Form Âu mà nó vít như vậy thì thôi các chị ơi, nó giống như kiểu chưa có ai đụng vào nó nhỉ, nó chưa bọc được bọc trinh bọc tem gì nhỉ. Mẹ nó mới thế nhỉ, mới vãi luôn đó trời. Đấy, em độ mới em bao nha. Rồi con này lên em mã 13, 250 ngàn. Eo 70 78, chị nào mà eo 70 78 nhá, một con Âu vip như này, ăn thế này đây, một con Âu vip eo 70 78. Trời ơi nó đẹp, các chị nhìn này, nó đẹp như vậy đó. Chị nào eo 70 78 nhìn này, nó mới dã man. 250 ngàn lên cho em mã số 14 nhé, mã số 14 cho em. Một con tiểu thư cho em. Chị nào mà eo từ 70 cho đến 76 nhé, con này còn nguyên tem. Cái con này còn mới nguyên tem, chưa qua sử dụng nha các chị, nó còn mới nguyên tem. 14 cho chị Nguyễn Lan, eo 70 76, lên em mã 1 nhé. Một con linen vip, eo con này eo từ 65 cho đến 78. Chị nào eo từ 65 đến 78 nhá, ôi dồi ôi phê, con này phê lắm, ôi dồi ôi phê. Con này lên em mã số 2, mã số 2 nhá, 250 ngàn, mã số 2. Mã số 1 cho chị Nguyễn Trang. Alo 1234. Alo 1234. Eo 65 đến 75. Ôi con này nó mới thế nhỉ. Số 2 đây chị Thu Hoàng. Một con tiểu thư có đai, eo 65 đến 75 cho em. Các chị nhìn con này này, các chị nhìn con này nó chuẩn dáng xịn không? Rất phê luôn, có đai luôn nha. Các chị nhìn cái cúc con này này, nó như là cúc 18, vàng 18, vàng non ấy, y như vàng non luôn á. Mới tinh. 250 ngàn, eo của nó 65 đến 75 nha các chị. Lên cho em mã số 3 nhá, mã số 3. Một con lụa eo từ 70 cho đến 80. Lụa 70 80, form Âu nha, nhìn này đẹp không, cái form này nghiền không, cái họa tiết răng sói, họa tiết nó người ta gọi là răng sói, chất lụa xịn nha các chị. 250 ngàn lên em mã số 4. Tiếp tục, eo con này là eo từ 70 đến 80. Ôi đẹp, ôi đẹp. Chị nào mà eo 70 80 này, em nói con này phê luôn đó, nhìn này. Dạ thấy nó chị Huyền Thành này. Con này phê luôn đó các chị. Chị nào eo 70 80 lên em mã số 5. Lên em mã số 5, con này đẹp quá. Con này nó quá đẹp luôn đó trời ơi. Phải gào lên đó trời. Má ơi nó đẹp. Mới tinh nhà từ trong ra ngoài luôn á. Này các chị nhìn nó mới tinh như vậy này. Rồi con này mã số 5. Một con form Âu dập ly, eo 70 cho đến 80. Một con form Âu dập ly, eo 70 đến 80. Các chị nhìn này, cái màu của nó đẹp chưa? Màu của nó màu mận chín á. Màu mận đó các chị nhìn này, đẹp nhỉ. Phê lắm. 250 ngàn lên em mã số 6. Một con linen form Âu, eo con này eo 80 90 á. Chị nào eo 80 90 á, con này dã man đẹp luôn á. Mẹ con này đẹp thiệt đấy chứ.
con này nó đẹp mỹ mãn đó các chị. Nè con này đẹp 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 mê luôn, con này size em, con này size của em, đẹp mỹ mãn nhá. Eo 80-90 lên cho em mã số 7 nhá, mã số 7 250.000, mã số 7 cho em. Ôi thích con này quá. Tiếp tục con này cho em. Chị nào eo 70, từ từ 70 rộng, con này eo 75-90 nhá. Con này dập ly hoàn hảo cho em. Con này dập ly hoàn hảo nha. Con này phê lắm, dập ly hoàn hảo. Eo 7, eo 75 chị Mỹ Duyên. Chị nào eo 75-90 á, nhìn phê luôn á các chị. Không phê là không lấy tiền đâu nhá. Con này phê lắm các chị nhìn này. Cái form nó đẹp như vậy. Đấy. Con này eo các chị eo 75-90 lên cho em mã số 8 nhá. Mã số 8 cho em. Eo 70 cho đến 82. Chị nào eo 70 đến 82. Ôi con này nó đẹp. Số 8 đó chị Mỹ Duyên. Nhìn này các chị. Nhìn con này đẹp chưa? Con này có sợi dây cột eo luôn nha. Có sợi dây cột eo luôn. Đó, chị nào mà eo từ 70 đến 82 thì lên cho em mã số 9 nhá. Mã số 9 cho em 250.000. Cái con này 350.000 một con nha các chị. Chúc Phương bán tặng các chị 250, đừng quên em nha. Cái này chị cái con này chị Nguyễn Thảo Nguyễn còn đây không? Có chốt thì chốt luôn một cặp này. Hồi nãy chị chốt một con rồi, còn con này chốt luôn nhưng cho nó khỏi nhạc bày này. Đấy, eo 70, 80, 90 bơi vào đây này. Chị nãy chị Nguyễn Thảo Nguyễn chốt được một con tun rồi đấy. Tun lạnh ấy. Nó giống như con em đang mặc này, nhưng mà con em đang mặc em cắt tay đi đấy. Em mới cắt. Còn con này em để tay dài cho các chị này. Đấy, em còn đang muốn cắt luôn đấy nhưng mà thôi để cho các chị mặc. Chứ em thì nó nhiều. Các chị mua tìm được những con này thì khó ha. 100 kiện hàng em khui ra được 2-3 con thôi. Không có nhiều. Chị Nguyễn Thảo Nguyễn đâu rồi? Còn đây ông 250.000, em 70-80-90 nha. Rồi con này còn đây. Eo của con này eo 70-80 đây. Chị nào eo 70-80 nhìn này, dập ly hoàn hảo nha. Dập ly hoàn hảo cho em. Ô con này đẹp lắm. Các chị nhìn cái chất này phê không? Nhìn màu này phê không? Đó chị không lấy cho em chị đó chị lấy đó, chị đặt em từ tháng từ bữa giờ đấy. Hồi nãy chị lấy một cái rồi, chị lấy một cái rồi đấy. Còn cái nữa chị chắc là đi đâu đấy, chị dặn em mà. Chị biết nào ơi, chị dặn em đấy, chị lấy dặn em đấy. Con này cho em 250 nhá, đẹp lắm. Bữa nay em bán toàn cái hàng 350 đây mà em bán tặng có 250 đấy. Các chị vào mà chốt thì mà bán đi, đây là hàng đẹp không ạ? 350.000 cái đấy, mấy cái này đấy mà em bán có 250 đấy. Cái này lên em mã số 10 á, mã số 10 cho em nhé. Ôi con chín này đẹp lắm chị, là vừa con này 70-82, con này đẹp nhất nách đấy. Đẹp, con này đẹp kinh luôn á các chị nhìn này, hoa của nó đẹp như vậy này, đầm nhật mà hoa đẹp như vậy này, nó đẹp mà nhìn không chịu được luôn á. Các chị thấy nó mới từ trong ra ngoài không? Thấy nó mới từ trong ra ngoài không? Đó, con này con số 9 á, con này số 9 á, chị nào vừa ông chốt đi eo 70-82 đấy, chị nào eo 70-82 đấy. Nó là một con siêu phẩm mắc tiền đấy các chị, 500-700 ngàn đấy. Bạn em bán hoa em rưỡi đấy, các chị không nhìn thấy đẹp không? Có mẹ nước nào nữa? Có ai cho chị nước uống đâu? Cho chị xin tay nước lạnh nhé. Mã số 9 là chị Hiền Vũ. Eo 96 là các chị phải đợi em like cái dòng 100 ngàn đấy. Đến 150 thì may đã có thôi. Chứ còn cái dòng này thì các chị eo 96 là hơi hiếm nha các chị. Tới 90 là thấy mệt mỏi rồi. Eo 96 đến em. Mã số 10 không nè? Cho chị leo qua đây này. Chúng con này. Số 10 cho Bích Đào. Có cái con này eo nhiêu đây? Con này còn nguyên tem, con này 350. 10 đó đó, con đó 10 đó. Con này cho em, ở đâu con này eo 96 đây? Eo 96 100 đây. Chị ơi chị, eo 96 100 đây chị, 350. Chị lấy con này không? Con này 350 chị có lấy không? Eo 96 100 đây. Mà con này còn mới nguyên tem nha chị.
Cái này nó còn mới nguyên xe, chị lấy thì em để cho. Cái này nhiều người đặt quá. Cái này cho em nhé. Chị có ok con này không? Con này con của Nhật xịn đây. Cái này chị mua 5-600 ngàn đấy. Thế thì chị mua 5-600 ngàn đấy, em bán 350 đấy. Mà cái này chưa qua sử dụng á. Chưa qua sử dụng còn nguyên tem á. Đẹp quá. Chị lấy thì lên ok cho em. Chị gì rồi? Em 96 á, em 96 là chị nào đấy? Chị nào vừa? Chị Nguyễn Phượng. Chị Nguyễn Phượng lấy thì lên ok cho em. Còn không lấy thì em chốt cho người khác nhé. Vì cái con này các chị ai cũng đòi hết trơn. Nó biết size á. Kể cả các chị size nhỏ, các chị mặc mình size nên nó còn đẹp nữa, được nó size lớn. À, chị ơi, con đấy của chị ấy thôi. Của chị Nguyễn Thảo Nguyễn thôi. Con đấy của chị Nguyễn Thảo Nguyễn á, chị Mỹ Duyên. À. Nghĩ cái đó em được không? Em được. Chị giá em được không? Tao đâu có giá đâu. Mày nhìn có giá không? Tao bấm mà có giá em được không hả? Ai bấm? Ủa, em bấm à? Em bấm bấm nhìn đâu biết, em đâu nói chốt cho ai rồi, biết đâu biết rồi bấm. Ồ, thế sao em bấm, em đâu có khăn mặt định giá, sao nó ra em gửi chúa? Mày làm tao hết hồn rồi có. Sau khi thấy mình không có mặt định giá mà. Ô chị không mặc định giá mà sao ra. Rồi tiếp tục nha. Eo của con này là eo 65-72. Chị nào eo 65-72? Con này đẹp quá. Chị nào mà eo 65-72 chất phê luôn. Chất phê luôn á. Eo 65-72 cho em. Lên cho em mã số 1 đi nhá. Mã 1 cho em nhá các chị. Mã số 1. Con này cho em. Chị nào eo 65-78. Chị nào eo 65-78 nhé. Con này cực kỳ đẹp. Cái này nó có sợi dây cột eo. Vai nó đua ra đây. Vai trồn mà các chị. Chị nào eo 65-78 nhé. 250 ngàn, mã số 2. Con này eo chết này, con này đẹp quá này. Con này eo 78-80 này. Số 1 tới chị Bùi Hải Yến. Nhìn con này này. Con này mới kinh luôn. Mới dã man luôn á. Con này nó mới kinh khủng quá. Mã số 2 là chị Thu Hoàng. Con này mới kinh khủng. Chị nào eo 78-80 nhá. 250 ngàn. Trời ơi nó đẹp. Lên cho em mã số 3 đẹp quá. Rồi con này cho em eo 65-72. Ôi dồi ôi, bả dập ly. Bả dập ly, ôi đồ ôi nha. Số 3 cho chị Bích Đào. Eo từ 65-72. Các chị thấy nó dập ly mà nó mềm, nó dịu không? Eo 65-72 lên em mã số 4. Ôi con này eo chết mấy phê này. Con này eo chết mấy phê này các chị. Mày ơi con này đẹp lắm. Con này eo 82-84 này. Cái con này form Âu này. Mà eo chết này các chị nhìn này. Con này còn cúc dự phòng luôn á. Mẹ ơi con này xịn lắm. Con này nó mới. Còn cúc dự phòng luôn á. Nhìn này tem là một nùi trong đây này. Nó cúc dự phòng trong đây này. Đấy. Eo 82-84 cho em. Vê chưa? Âu vê chưa? 250 ngàn lên em mã số 5. Một con tiểu thư cho em. Chị nào mà eo từ 70 cho đến eo 76 này. Một con tiểu thư nhá. Màu hồng dâu, hồng rốt này. Hồng dâu. Con tiểu thư này phê. Các chị nhìn này phê chưa? Phong Âu tiểu thư này. Cái con này á, nó có cái sợi dây đai ở đây nhá. Nó không có mặt đâu. Các chị về tự bỏ mặt của mình, mặt đai mình vô nhá. Cái này nó chỉ có như vậy thôi nhá. Thì em để như vậy nhá các chị nhá. Tại vì nó bể ấy, khi mình khui trong kiện ra nó chỉ có vậy thôi. Nó bể đi đâu rồi ấy. Cho nên có như thế thì mình bán như thế thôi nhá. Cho nên em báo các chị đấy. Chứ không phải nó bị lỗi nha các chị nhá. Vì em bán con đầm á, em giục cái đấy đi còn kịp mà. Em vứt nó đi còn kịp mà. Nhưng mà có điều vứt đi nó tiếc ha. Còn cái con đầm nó không ảnh hưởng gì hết. Cho nên các chị đừng có bảo em ơi cái đai nó không có mặt để bớt giá tiền đi. Là không bao giờ có chuyện đấy nha các chị nha. Con đầm này tới 300 mấy mà bán có 250 là không có chuyện đấy rồi. Đấy. Con này cho em nhá. Chị nào mà eo từ 70 đến 76 nhá.
250.000 lên cho em mã số 6 nhá. Mã số 5 cho chị Đào Hồng. Ủa dù em 80-90 đây. Sai em. Một con Âu sai của em. Vai đua ra. Cái vai đua ra. Vai u thịt bắp mất tiêu. Mất tiêu luôn cho em. Nó che hết cho em. Xe kín hết cho em nha. Nó đẹp như vậy nha. Con này dành cho các chị eo 80-90 chất nai lần phong Âu. 250.000 lên em mã số 7. Mấy giờ đấy ta? Mới này nữa tí xíu. Chồng ơi chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Đúng 5 giờ của xuống live mình về công trình chồng ơi. Về công trình cái nhá. Về ăn cơm với bố mẹ cái rồi lên. Công trình làm nhà mấy tháng trời. Chưa bao giờ ngồi với thợ một bữa nào ăn cơm. Vậy đó. Chưa bao giờ ngồi với thợ bữa nào ăn cơm. Mã số 7. Toàn bố mẹ no không à. Số 7 đó chị Thu Hoàng. Ôi con này cánh rơi. Một con bếp lung cánh rơi. Các chị nhìn này. Một con bếp lung cánh rơi nhá. Con này eo 70-74 nhá. Đẹp chưa. Chị nào eo 70-74 bếp lung cánh rơi 250.000 đây em mã số 8. Mã số 8 nhá. Đẹp rồi phải tiệt tụt này. Chơi kẹp thì kẹp tụt mày. Con này các chị ơi sang vãi ra. Hề luôn, con này các chị mặc vào giống như kiểu mình đang có một cái áo khoác kìa. Em có áo khoác á. Con này size lớn đó các chị. Con này các chị em kiểm tra coi. Con này mặc sang lắm, các chị trung niên mặc sang nha. Con này mới dường như là chưa ai mặc ấy. Mới lắm, này size to. Eo này chắc 90-100 quá. Em thử sọc luôn coi nó đến đâu. Lực. Oh, eo của em 90 mà em mặc các chị nhìn này, nó rộng này. Nó có cái này này, không thấy bụng á các chị. Làm cho các chị không thấy bụng á. Nó sang á các chị em. Nếu như các chị mà size nhỏ, các chị neckline nó đẹp lắm nha. Các chị size to cứ mặc suông rồi cho em nhé. Cái con này em eo 90 là mặc rộng này. Còn các chị nhắm nhắm mà chốt nhá. Còn các chị size nhỏ, các chị mặc vào, các chị neckline ra nó dáng, ra dáng bếp lung rồi này. Nhìn này. Nó ra dáng cái bếp lung rồi này các chị. Chị nào mặc size nhỏ eo 80 này kia size đó thì các chị sẽ mặc nó ra cái dáng bếp lung như vậy. Rất là xinh nha các chị, rất là xinh. Còn như em thì em eo 90 thì em cứ để suông. Đấy thì sẽ không có thấy bụng nha. Các chị trên eo 90 cũng không thấy bụng. Đấy, nói chung là eo 90-100 đấy. Eo 90-100 thì em con này nhá 250. Xinh không? Trời ơi xinh thế nhỉ. Xinh ở cái chỗ này. Xinh quá. Mới tinh à. Con này lên cho em mã số 9 nhé, 250. Eo 90-100 nha các chị. Chưa có ai mặc nó đâu. Nó còn mới không tì vết nè. Con này 300 mấy một con nữa các chị. Và bây giờ bán như thế này. Kẹp vô chưa? Nó chưa kẹp mà. Rồi eo 90-100 cho em nhé. Lên cho em mã số mấy này, số 9 à? Số 9 này, số 9. Mã số 9 là chị Thành Linh. Rồi tiếp tục con này cho em. Con này eo các chị là eo từ 70 cho đến 84 nhá. Cái con này là một cái con mà form Âu mà dập ly. Dập ly hết cái váy luôn nha các chị. Cái con này đẹp kinh khủng á. Con này là dòng 350 đó các chị. Mà em bán 250 nè. Chị nào mà eo từ 70 cho đến 84. Ôi đẹp. Đẹp lắm ý. Nhìn này các chị. Đẹp lắm ý. Chị nào mà eo từ 70 đến 84 thì tốt nhá. 250.000 mã 10. Tiểu thư, eo con này eo 70-72 thôi. Chị nào eo 70-72 thôi, con đẹp quá. Tiểu thư form Âu nha. Chị nào eo 70-72 nhìn này, xinh không? 250.000 lên em mã 11 này, mã 11. Mã 10 đấy chị Mỹ Duyên. Eo con này là eo 65-72. Một con eo 65-72. Có dây cột nơ nha, nhìn này. Trời ơi, rờ nó sướng lắm các chị. Rờ con này sướng lắm, rờ đã lắm. Có dập ly nha. Lên cho em mã số 12. 250.000 nhá. Em quay về mã 1 nha các chị. Chị nào eo từ 72 cho đến 76
Chị nào eo 72, 76 nhìn nha. Nó đẹp như vậy này. Ôi con này lụa đẹp lắm. Đẹp lắm luôn đó trời. Eo 72, 76 lên cho em mã số 1. Mã số 1 cho em. Úi dồi ôi, eo 65, 74, 75. Chị nào eo 65 đến 75 đâu. Một con tiểu thư này. Một con tiểu thư cho em. Nó đẹp mỹ mãn nha các chị. Nó đẹp quá trời như vậy ha. Nó đẹp quá trời như vậy này. Mà các chị nhìn này, nó mới lắm. Nó mới dã man luôn á. Mới dã man các chị ơi. Em nói phê luôn các chị. Như là kiểu chưa có ai rờ đến nó ấy. Đấy. Con này lên em mã số 2 nhá. 250 ngàn. Mới nguyên tem phong Âu xịn sò. Eo 70 cho đến 82. Chị nào eo 70 đến 82. Con này còn mới nguyên tem nha. Con này chưa ai mặc đâu. Em cùi mấy chị đầm em mắc tiền nữa. Nó còn nguyên tem đấy. Dã man nhỉ. Eo 70 đến 82 cho em con này. Phong Âu đỉnh của chốt nha các chị. Đỉnh của chốt nha. Con này mã số 3 nha. Mã số 2 đó chị Tâm Nguyễn. Một con phong Âu. Chị nào eo chết. Ui tiếc là không phải sai em. Chứ con này mà em vừa em chốt ngay. Con này eo 70-74. Ui dồi ôi. Con này eo chết mới đau ý. Cái con mà lâu lâu em hay mặc cái đó chị. Con Âu mà Âu vít mà này. Mã số 3 là chị Lương Hoàng Trinh. Ê luôn con này em thích lắm luôn đấy. Cái gì mà nó Âu mà nó xếp nhiều như vậy này. Nó xòe rộng vậy này. Em mà mặc vừa con này là ngất luôn á. Trời ơi không vừa. Chị nào eo 70-74. 250 ngàn lên em mã số 4. Số 4 phải không? Số 4. Nhiều khi ngâm rồi ấy. Eo 65 cho đến 75. Chị nào eo 65-75 nhìn con này nha. Đây là con tiểu thư nha. Ôi con này mấy người để lộn quay rồi mẹ. Má con này bên kia má ơi. Bên 350 má ơi. Thôi em đọc luôn. Con này nhập ly hoàn hảo nha. Con này 350 ngàn một con các chị ơi. Nó bên cây bên kia. Nó nhảy qua đây. Bên cái cây xào bên kia nha các chị. Số 4 là chị Sắp Khoan. Con này eo nhiều kia đây. Eo 65-75. Chị nào eo từ 65 đến 75 nhé. Con này lụa xịn mà nhập ly như vậy này. Con này 350 ngàn các chị nhé. Cái này là các chị mua 5-6 tâm á. Em bán có 350 thôi đấy. Con này lên em mã số 5. Số 5 là 350 nhá. Tại vì nó lộn đây một con này. Lộn cây sát bên luôn. Một con Âu. Con này eo 70 cho đến 84. Ôi mẹ tôi nó đẹp. Chị nào eo 70 đến 84. Con này cũng 350 các chị. Mà nó bị nhầm qua cây này nha. Em bán cho các chị. Em để cây kia nó gần đây này. Cái nhân viên nó để lộn qua nha. Số 5 là chị Bùi Hải Yến. Con này là 350 ngàn nha. Con này lên số 6 cho em nha. Số 6 cho em 350 ngàn. Con này 350 nha. Trời ơi con đẹp quá. Trời ơi các chị ơi. Sao mà bà Âu được bà đẹp thế nhỉ. Bà Âu bà đẹp dã man đi. Bà Âu này cho em mã số 6 nha. 350 ngàn nha. Số 6 đó chị Tinh Bao. Rồi tiếp tục cho em con này. Eo có chị 70 cho đến 80. Con này cũng 350 ngàn nha. Con này cũng 350 các chị nhìn này. Nhập ly hoàn hảo nha. Phổ nó đẹp lắm. Con này nó đẹp mỹ mãn luôn á. 350 ngàn con này. Ôi nó đẹp lắm các chị ơi. Eo con này 70, eo 80. Nên em mã số 7 nhá. 350 ngàn mã số 7. Rồi bây giờ con này cho em 250 ngàn. Eo con này là eo từ 70 cho đến 80. Chị nào eo 70-80 này. Con này dập ly nha. Nhìn này dập ly này. Nó dập ly cho em như đẹp như vậy nha. Con này cái chất phê lắm. Đẹp lắm nha chị. Số 7 đi. Cho chị Văn Nguyễn Thị. Con này lên số 8 cho em 250 nha. 250 ngàn. Ôi con này đẹp quá. Tiếp tục cho em eo 70-80. Ôi con này đẹp. Nhìn này. Tiếp tục cho em eo 70-80. Chun eo đẹp quá. 250 ngàn eo 70-80. Trời trời bà ơi bà. Bà chỉ có 30 giây bà kẹp thôi đó. Con này lên cho em mã số 9. 250 ngàn. Ở đây người ta đọc là bà phải ghi rồi đó. Rồi ra đó bà chỉ kẹp thôi đó bà.
Con này dành cho các chị eo 70 cho đến eo 80. Chị nào eo 70, 80 nhìn con này này. Đây là cái con màu tím tím nha các chị. Chân váy của nó xếp ly, xếp ly chất ren. Đẹp quá. Đồ con này đẹp lắm. Mối tính à. 250 ngàn lên em mã số 10. Mã số 10. Một con đen tiểu thư eo 70, 80. Con đen này 350 ngàn nha các chị. Nhìn này. Nhìn con này nha. Nhìn kỹ con này nha. Nó dập ly đẹp như vậy này. Mà nó tiểu thư như vậy này. Ôi mẹ ơi, con này nó đẹp mỹ mãn luôn á. Chị nào mà eo 70, 80 á thì 350 ngàn cho em. Lên cho em mã số 11. Mã 11, 350. Chị nào mà eo 70, 80 một con Âu VIP. Âu VIP eo 70, 80. Để ghi Âu vô, mình ghi mà càng ngày. Mày càng ngày mình càng ăn gian thôi. Một con Âu VIP eo 70, 80. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Lên cho em mã số 12. Mã số 12, 250 ngàn. Chị nào eo 70, 80. Ôi đẹp. Chị nào eo 70, 80 nha. Con này đẹp quá. Con này đẹp lắm ý. Chị nào eo 70, 80 250 ngàn lên em mã số 13. Chị nào eo 65 đến 75. Con này không đẹp là không lấy tiền nha các chị. Chất siêu lụa nha các chị. Rồi, rồi em nó không cặp giá. Này. Giá man con đồng này. Một con Âu đẹp như vậy ha. Đó. Con này lên cho em mã số 14. 250 ngàn. Một con tiểu thư. Eo con này là eo 78 và 80 á. Một con tiểu thư. Tay của nó siêu bồng như vậy ha. Tay đẹp lắm. Tay siêu bồng luôn á. Con này mê chưa? Con này mê chưa? Ôi con này đẹp dã man luôn. Đó. Con này lên cho em mã số 15 nhá. 250 ngàn. Chị nào eo từ 65 cho đến 76 đi. Chị nào eo từ 65 đến 76 nhá. Mã 15 là chị Bích Đào. Chị nào eo 65, 76 con này cho em. Con này mới tinh à? Mới tinh. Còn đai 250 ngàn lên mã 1. Mã 1 nha. Eo 65, 75. Một con Âu. Eo 65 đến 75. Đẹp như vậy này. 250 ngàn lên em mã số 2. Mã số 1 cho Bích Đào. Một con Âu eo chết. Xịt sò. Eo 65-72. Ui dồi ôi. Chúc mừng chị nào chốt dính con này. Đỉnh của chót nha các chị. Nhìn này. Con này nó thiết kế nhập ly đẹp kinh khủng nha các chị. Nhìn này. Trời ơi. Cái con này các chị mặc vô em nó đỉnh của chót nha. Mới, mới lắm luôn á. Dường như là chưa có ai đụng tới nó. Có mấy nhân viên nhà em mò tới nó thôi, không chưa ai đâu. Nó đẹp lắm luôn đó các chị ơi. Đó, eo 65-72. Dã man. Lên cho em mã số 3. 250 ngàn. Mã số 3 là chị Trần Nguyễn. Chị nào eo từ 70 cho đến 78. Chị nào eo 70, 78 lụa xịn nha các chị. Lụa xịn. Eo từ 6, eo từ 70 đến 78. 250 ngàn lên em mã 4. Mã số 4 nha. Em nhét con này vô cây 350 chị ơi. Rồi, cái cây sau lưng em. Chị nào eo 65, 74. Chị nào eo 65, 74 cho em nhé. Gấm. Mày ghi gấm vô. Gấm eo 65, 74. Gấm eo 65, 74. 250 ngàn lên em mã số 5.
chị nào eo 80-90. Ui, một con âu VIP của VIP. Ôi, con này đẹp dã man. Các chị nhìn con này này. Cái con này hoa nhí đỉnh của chóp nha. Chị nào eo 80-90 nhìn này, cái tùng âu của nó. Ui mẹ ơi, nó đẹp. Nhìn này. Nhìn này các chị. Phê không? Chứ em là em phê rồi đó. Các chị phê chưa? Con này lên em mã số 6 nhá. 250.000, eo 80-90. Mã số 6, chị Mỹ Duyên thì vừa đấy. Con lấy chị vừa đấy, eo 90 đấy. Con này cho em, chị nào mà eo 75 cho đến 82, xin thưa là con này nó VIP của VIP nha các chị. Một con âu VIP của VIP. Chị nào eo từ 70, chị nào eo từ 7, xin lỗi, eo từ 75 cho đến 82, eo từ 75 đến 82, lên cho em mã số 7, 250.000. Chị nào eo từ 65 cho đến 76 này. Trời ơi, con này vạ dã man chứ. Trời ơi, nó đẹp. Mã số 7 đây chị Hoàng My. Chị nào mà eo từ 65 đến 76 cho em nhé. Không đẹp là không lấy tiền nha các chị. Eo 65-76 lên em mã số 8. Mã số 8. Eo 80-90. Đỉnh của chóp nha. Con này đỉnh của chóp nha các chị. Con này đỉnh của chóp, eo 80-90, dã man. Lên cho em mã số mấy rồi? Số 9 à? Mã số 9. Trời, con này đẹp quá. Con âu này VIP quá. Mã số 9 nha. Đó, ngồi đó chi cho lắm vô. Ngồi cho nó mọc rễ, mọc co rễ cái đấy con, nó cuộn vô. Xong một hồi bê trong lè lưỡi mối ra. Một con nai nần. Chị nào mà eo 80-84. Ui đẹp. Trời ơi, em nhìn cái đẹp nó cứ gào lên cái gì ơi, giống quỷ gì đấy. Đó. Đẹp gì đó. Con nai nần này đẹp quá. Chị nào mà eo 80-84 đâu. Em cầm tới mai luôn á. Trời ơi, em cầm đây em đứng tới mai luôn á. Nó quá đẹp rồi, em đứng tới mai luôn á. Con này lên cho em mã số 10, 250. Đấy nó nghe. Không ấy mình nghỉ ngay đi ha. Tại bây giờ người ta đi nấu cơm rồi. Tối 7 giờ mình like được không? Mà quan trọng em về kịp không đó. Nói chung em cứ nói 7 giờ đó. Xin mời chị Bích Đào. Em cứ nói 7 giờ đó nhá. Cái khúc này tối nay em like tiếp đó chị nhá. Khúc này đẹp lắm. Hát khúc này đẹp. Nè các chị. Cái khúc này nó đẹp lắm các chị. Tối nay em like tiếp nha. Mẹ ơi, con này nó đẹp. Nhìn này. Cái khúc này đẹp lắm. Trời ơi, khúc này tối nay nha. Trời ơi, con này nó đẹp. Má ơi, 250 nó đẹp vậy đó. Tối nay em sẽ like cái khúc này cho các chị. 250. Em ơi, cái 250 còn không? Ở ngoài đó có cái này 250 không? Rồi hết rồi. 250, 300, 200 rồi hết rồi là một cây á. Vậy 200 có 2 cây à? Hết rồi em. Vậy tối nay chị sẽ like hết cây này. Và chị like xem cây 350. Rồi các chị yêu ơi, chiếc vàng cho chị đi em hả? Để em kiểm tra xong cái nhú chị vừa không? Chứ em sợ cái nhú chị một cái ở trong cái ở ngoài chết luôn á. Cái con đầm màu vàng với cái thước màu vàng đo cho nó biết. Vậy đó. Ôi cái nhú ok. Cái nhú ok chị ơi. Cái eo ok chị ơi. Chúc mừng chị nha. Cái con vàng này cái nhú chị ok. Cái eo cũng ok mà độ mới. Em nói chuẩn 100% mới. Cái con này chuẩn 100% mới luôn đó trời. Chuẩn 100% mới đó chị My ơi. Đẹp lắm. Rồi cho chị My vàng này nhá, hai em rồi. À, chị Bích Đào ơi, tối vào ủng hộ em nhá. À, các chị ơi, tối vào ủng hộ em nhá. À, tối, bây giờ em về công trình. Mẹ à, con đưa cái này về cho chị Hà làm eo. Kêu chị Hà ơi làm eo. Chị Hoàng My kêu cứ xúc phận người bề thế ngoài vậy. Khổ. Cái đó là một cái vinh nhạnh đấy các chị. Không phải muốn là được đâu. Đúng không? Người ta tốn cả vài trăm triệu chưa chắc đã được. Nhiều khi có người còn mất mạng, mất xác luôn đấy. Còn không được nữa đúng không? Mình có là mình phải hãnh diện chứ, đúng không? Cái đó là niềm hãnh diện của các chị đấy. Không phải đơn giản đâu nhá. Không xúc phạm đâu, cái đó không xúc phạm đâu. Cái đó là hãnh diện đấy. Eo, cho nhà làm chung eo.
các chị ơi, em về công trình nhà xây của nhà em, tranh thủ tối em về em like sớm nha các chị. Tối vào ủng hộ em nha. Chúc các chị và gia đình nhiều sức khỏe nha. Chiều ăn cơm vui vẻ. Tối vào ủng hộ em nha. Đồng nhật tiếp tục 250-300 đẹp lắm. Em nói 350 hàng 350 là các chị phải đi mua 600-700 ngàn á. Mà tối nay em bán 350 thôi. Nói nhỏ nghe để các chị vô mà săn. Nó đẹp lắm. Ê, nó chữ cào của con này đẹp lắm này. Có này là em nhìn thấy nó đây này. Đây này. Nhiều con đẹp lắm chữ cào ơi. Đây này. Đây này. 350 mà nó đẹp quá trời như vậy này. Hốt vô rồi cho vợ đây luôn. Nó đẹp lắm. Cái tầm 300 người đẹp lắm. Tối nhá, tối vào nhá. Tối vào ủng hộ em nhá. Mày chốt con này cho chị nghe chưa? Chốt con này cho chị Hoàng My. Đấy thì... Để tao in đây. Đâu Hoàng My đâu. Để tao xem có giá không. Không có giá là cho ông Sơn in nữa mà tao in không. Sao tao tóc mắt bị cháo ta? Ủa nãy em có nói chốt cho ai đâu mà biết mà chốt. Nè, chọn sản phẩm có chọn đâu. Mẹ em có mai nhập à? Chị Nghĩa Mùi ơi, tối vào ủng hộ em nhé. Chị Nghĩa Mùi ơi, tối ủng hộ em nhé. Tối em lai tiếp. Tối em lai tiếp, tối vào ủng hộ em nhé. Bye bye các chị yêu nhé, giờ em về công trình. Thích lắm, về công trình nhà Trúc Phương thích lắm. Cái nhà nó to rộng và thích lắm. Bây giờ về xem là mọi người nhoi tới đâu rồi. Em còn nhoi hơn họ nữa nè. Bye bye các tình yêu nhé.